Giờ em đã nhận được hai cái câu hỏi của hai thầy cô. Thứ nhất là nói lại về phần đánh giá, về lựa chọn sử dụng phương pháp và cái dụng học cho bài học. Thứ hai là có câu hỏi là trong một chủ đề đều có những cái mục tiêu, yêu cầu cần đạt chung cho cả chủ đề. Khi tìm hiểu văn bản đầu tiên, giáo viên sẽ cho học sinh nêu yêu cầu cần đạt chung. Vậy khi dạy sang các phần khác, văn bản 2, 3, luyện tập, giáo viên có cần cho học sinh xác định yêu cầu cần đạt cho từng phần hay không? Hay mình xác định sẵn rồi yêu cầu các em đọc? Rồi, chúng ta còn chút xíu nữa để sẽ lý giải với thầy cô những cái việc này, thầy cô ha. Dạ. Thì thầy cô cứ ghi những cái ý kiến của mình lên đây để cùng trao đổi với nhau ạ. Dạ rồi. Mình hết giờ cho cái nhiệm vụ của thầy cô. Bây giờ em xin phép nói qua một vài cái để thầy cô nắm. Phần đánh giá về việc lựa chọn và sử dụng phương pháp thuộc dạy học cho bài học, nó có trong phần trình bày, nên cô Thúy và theo dõi giúp em, và sau đó em sẽ lý giải cái câu hỏi của cô Quyên. Dạ cô ha, dạ cô Thủy hay là cô Thúy theo dõi giúp em trên cái slide, sau đó em xin phép em sẽ lý giải cái phần của cô Quyên sau ạ. À. Rồi. Thứ nhất là thầy cô thấy rằng chúng ta sẽ có những cái cơ sở ở đây để chúng ta triển khai cái việc chúng ta dạy học cho học sinh, và chúng ta lựa chọn cái phương pháp và kỹ thuật dạy học. Thứ nhất là cái quan điểm xây dựng chương trình tổng thể về từng môn học. Ở đó thì thầy cô quan tâm nhiều nhất giúp em đó là những con số buổi sáng em có nói với thầy cô, đó là con số 357, đó là ba cái năng lực, bảy năng lực đặc thù và cái năm phẩm chất thầy cô ha. Sau đó thầy cô sẽ bám vào cái mục tiêu của chương trình môn học và cái hoạt động giáo dục tùy theo cái tên gọi của chúng ta. Chúng ta thì là môn học nhưng mà riêng cái trải nghiệm thì nó gọi là hoạt động. Tiếp tục là thầy cô căn cứ vào đặc điểm các phương pháp và kỹ thuật dạy học. Điều này buộc lòng thầy cô phải nắm vững về khái niệm, về cách thức sử dụng, về ưu và nhược điểm của từng cái phương pháp và kỹ thuật dạy học. Đúng không ạ? Đó đó chính là cái nội dung buổi sáng nay trước khi nghỉ chúng ta đã có làm việc với nhau về điều đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ căn cứ vào nói chung là năng lực của học sinh và khả năng của giáo viên, khả năng của giáo viên. Tại vì thầy cô cũng biết là không có cái đối tượng học sinh nào có giống học sinh nào hết. Tùy theo vùng miền, tùy theo cái học lực nó sẽ có những cái biến chuyển khác nhau. Cuối cùng là thầy cô dựa vào cái bối cảnh hoặc là các yếu tố khác, có nghĩa là thầy cô sẽ dựa vào tình hình cơ sở vật chất cụ thể. Thầy cô dựa vào cái điều kiện địa phương, thầy cô dựa vào những cái hoàn cảnh riêng để thầy cô tiến hành, thầy cô lựa chọn cái phương pháp và đó, thầy cô ha. Dạ rồi. Những cái này thì sẽ được rút gọn lại bằng những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là chúng ta để lựa chọn được cái phương pháp và kỹ thuật phù hợp á, chúng ta sẽ phải lựa chọn dựa vào cái mục tiêu dạy học. Mục tiêu này thì thầy cô hồi sáng mình cũng đã biết rồi, căn cứ vào chương trình, căn cứ vào cái yêu cầu cần đạt của chương trình và căn cứ vào yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa đã nêu trong từng cái bài học một. Thứ hai là căn cứ vào cái đặc điểm của nội dung dạy học. Sáng nay chúng ta cũng đã làm rõ với nhau cái việc đó rồi thầy cô ha. Ví dụ như cái yêu cầu cần đạt của cái dạy truyền thuyết, nó bắt buộc chúng ta phải hướng đến
cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kỳ ảo và chủ đề, thì chúng ta buộc phải lựa chọn những cái nội dung đó để chúng ta triển khai để làm sao đáp ứng được yêu cầu của bạn đã được nêu ra. Trên cơ sở cái nội dung đó, thầy cô sẽ căn cứ tiếp vào cái đặc điểm của phương pháp và kỹ thuật dạy học để thầy cô tiến hành. Là liệu với dạy đọc truyền thuyết thì theo chúng ta suy nghĩ thì cái phương pháp nào nó sẽ hợp lý, cái kỹ thuật nào nó sẽ hợp lý. Tiếp theo là cái cơ sở vật chất của nhà trường. Lát hồi thầy cô sẽ căn cứ vào điều này mà thầy cô sẽ nhận xét ngược trở lại về kế hoạch bài học, bài dạy mà giáo viên đã đưa cho thầy cô. Thầy cô căn cứ vào đối tượng học sinh của mình. Cái lớp của thầy cô là cái lớp chọn hay là cái lớp chưa giỏi? Cái lớp của thầy cô là lớp tự nhiên hay lớp xã hội? Lớp của thầy cô có học sinh người thiểu số hay không? Ví dụ vậy, căn cứ vào những đối tượng đó mà thầy cô sẽ có cái lựa chọn hợp lý. Và cuối cùng là thầy cô lựa chọn dựa vào cái năng lực của chính chúng ta. Một thầy cô có khả năng thiết kế những cái hoạt động mà vui vẻ trẻ trung, ví dụ như là sơ đồ và bản biểu này kia, thì thầy cô tiến hành. Một thầy cô lại lợi thế về công nghệ thông tin, có thể sử dụng công nghệ thông tin để giúp em có những cái trò chơi trách nhiệm nhỏ nhỏ để có thể hướng dẫn các em thiết kế sơ đồ tư duy, ví dụ vậy, thì thầy cô tiến hành. Ngược lại, một thầy cô mạnh về cách đặt câu hỏi rất là hay, rất là xác đáng, thì thầy cô đó lại tận dụng cái khả năng của mình việc sử dụng cái phương pháp làm phải gợi mở để thầy cô tiến hành bài dạy. Đó là tùy theo cái năng lực của chúng ta, thầy cô ha. Đó là 6 cái cơ sở để thầy cô lựa chọn sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học. Nhưng em muốn nói với thầy cô thêm một cái điểm nữa. Điểm này thì sai nguyên tắc, nhưng mà nó lại rất là sát với thực tiễn. Theo thầy cô còn căn cứ vào một cái điều gì nữa không để thầy cô lựa chọn và sử dụng phương pháp với lại kỹ thuật dạy học? Theo thầy cô, điều này nói ra đem lại công lý đi. Dạ thưa, có cô nào đang mở micro xin cô tắt giùm em. Em xin nhắc lại câu hỏi là theo thầy cô là 6 cái cơ sở này thì chắc chắn là phải đủ rồi đó. Nhưng mà nếu được thì theo ý thầy cô có gợi ý thêm cái cơ sở nào nữa không? Mà theo em thì đó là một cơ sở khá quan trọng. Mặc dù nó không có đúng về mặt khoa, nhưng nó lại rất sát với thực tiễn. Theo thầy cô là thêm một cơ sở nào nữa ạ? Theo thầy cô. Thưa thầy, em có ý kiến ạ. Em mời cô ạ. Dạ. Dạ, theo em á, thì thêm một cơ sở nữa đó sẽ là cảm xúc và không khí của lớp học. Cảm xúc và không khí của lớp học. Và theo ý cô là vì sao cô nói như vậy ạ? Vì sao ạ? Tại vì em thấy đối với học văn, cảm xúc với không khí tiếp nhận rất là quan trọng. Cái tâm thế, vấn đề học sinh đang quan tâm hoặc cái vấn đề mà đang được chú ý thì thường sẽ được tiếp nhận một cách trọn vẹn hơn. Nên là em nghĩ rằng nếu như đã thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì mình cứ tận dụng luôn. Vậy hả cô? Thấy sáng cô nói những điều mà cô đang chờ đợi không? Hay là không? Để em đổi phương pháp. Em nói vui thế thôi, chứ thật ra là thêm một cái nữa thầy cô. Cái này thì nó không hợp với khoa học. Lý do là sao thầy cô biết không? Tại vì khoa học giáo dục họ yêu cầu á, là thầy cô không cần sách giáo khoa. Thầy cô chỉ cần căn cứ vào chương trình thôi. Thầy cô bám vào yêu cầu cần đạt của chương trình là thầy cô có thể dạy được. Nhưng thực chất là không được như thế. Không được như thế, khó lắm. Cho nên thầy cô sẽ phải dựa vào một cái thứ nữa để mà thầy cô lựa chọn cái phương pháp và kỹ thuật dạy học. Đó là cái này đây thầy cô ạ. Thầy cô có nhìn thấy cái em chiếu kinh bản không? Cái tiêu đề là gì thầy cô ha? Đó là câu hỏi hướng dẫn trong sách giáo khoa. Thầy cô cũng phải dựa vào cái này nữa. Mặc dù cái này nó không có đúng về mặt khoa học đâu. Nhưng thực tiễn nó là như vậy. Tại vì phương pháp và kỹ thuật dạy học của thầy cô làm sao nó phải đáp ứng được các yêu cầu mà câu hỏi sách giáo khoa hướng dẫn đã được nêu.
bên cạnh những cái cơ sở đã có thì cái câu hỏi hướng dẫn sách giáo khoa là một cái cơ sở nữa mà thầy cô cũng phải chú ý. Ví dụ như để triển khai việc lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học phù hợp với bài thánh giống thì em sẽ phải căn cứ vào cái hệ thống câu hỏi đã được tác giả sách giáo khoa họ nêu ra trong trang 70. Thậm chí thầy cô thấy hoạt động khởi động của chúng ta nên dựa vào cái câu hỏi trước khi đọc của sách giáo khoa, và hoạt động vận dụng của chúng ta đôi khi có thể sẽ sử dụng cái việc viết kết nối với đọc ở ngay cái phần đây. Đó chính là một cái cơ sở nữa mà thầy cô phải lưu tâm. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái quy trình để lựa chọn và sử dụng cái phương pháp và kỹ thuật dạy học. Thứ nhất, đầu tiên là thầy cô không thể nào quên cái mục tiêu dạy học. Đó. Trong cái mục tiêu này thầy cô sẽ chủ yếu, thầy cô thấy là cái việc mục tiêu này thầy cô đã phải hoàn thành ở module 1. Đó là thầy cô phải xác định cái yêu cầu cần đạt tương ứng với bài học. Thầy cô phải xác định được cái năng lực và phẩm chất cụ thể để tiến hành bài học. Và thầy cô phải xác định được cái thời lượng. Tức là thầy cô sẽ dạy cái yêu cầu đó cái thời lượng như thế nào cho nó phù hợp. Tiếp theo là thầy cô sẽ lựa chọn và xây dựng cái nội dung dạy học căn cứ vào những cái yêu cầu cần đạt đã được đặt ra. Sau đó, căn cứ vào mục tiêu, căn cứ vào nội dung, căn cứ vào đặc điểm của phương pháp dạy học, căn cứ vào cơ sở vật chất, căn cứ vào đối tượng học sinh, căn cứ vào năng lực của chúng ta, căn cứ vào sách giáo khoa câu hỏi của nó, thầy cô sẽ tiến hành lựa chọn phương pháp, kỹ thuật, được không ạ? Để dạy học. Và cuối cùng thầy cô sẽ đi đến một cái bước, đó là bước thầy cô sẽ thiết kế cái tiến trình dạy học. Hay nó khác đi là thầy cô thiết kế cái chuỗi hoạt động. Được không ạ? À? Đó, đây chính là cái quy trình của chúng ta và xử lý. Kính thưa thầy cô là hoạt động module 1 nó hướng vô cái ý đầu tiên là xác định mục tiêu dạy học, đó là thầy cô phải hoàn thành cái đó. Trong module 2 là module em đang tiến hành cho thầy cô đây là hướng dẫn tập trung cho thầy cô cái phần thứ ba là lựa chọn phương pháp kỹ thuật và phương thức dạy học. Sau đó module 4 là thầy cô sẽ được học cái gọi là thiết kế một cái kế hoạch bài dạy nó đầy đủ luôn thầy cô ha. Dạ rồi. Thế thì mình dựa vào đâu để mình đánh giá là cái việc lựa chọn của giáo viên là hợp lý? Thưa thầy cô, mình sẽ dựa vào cái này đây thầy cô ạ. À. Đó là công văn 5555. Thầy cô đừng gọi là công văn 465 mà gọi đúng của nó là công văn 5555. Trong công văn này họ có đưa ra bốn tiêu chí sau đây để đánh giá về việc lựa chọn sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học cho một bài học của môn ngữ văn. Thứ nhất, đó là mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. Thứ hai, đó là cái mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. Thứ ba là mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học. Cuối cùng là mức độ hợp lý của các phương án kịp đánh giá trong quá trình tổ chức học. Ở đây, thầy cô tạm thời quan tâm đến ba cái tiêu chí 1, 2 và 3 vì cái tiêu chí này nó rơi vào cái nội dung mà cô Ti sẽ hướng dẫn cho thầy cô ở ngày mai. Nói chung, thầy cô sẽ phải thấy một điều là có những cái nội dung sau đây để đánh giá. Thứ nhất, từng hoạt động học nó có một cái mục tiêu cụ thể không, nó có nội dung cụ thể không, và phương pháp của nó có phù hợp với cái mục tiêu và nội dung đề ra không. Thứ hai là cái việc chúng ta phát biểu mục tiêu
ta nêu ra cái nội dung, ta sử dụng kỹ đó, nó có rõ ràng hay không, cụ thể là một, rõ ràng là hai, và hơn là ta phải nêu cho ra được là cuối cùng thì cái nhiệm vụ học tập đó nó cho ra cái sản phẩm là gì để đáp ứng được cái mục tiêu và nội dung ở trên. Cuối cùng là trong cái việc sử dụng phương pháp đó thì ta có sử dụng cái thiết bị học và học liệu có phù hợp hay không. Có nghĩa là cái phương pháp của ta nó có căn cứ trên một cái nguồn học liệu nào đó, hay nó sử dụng một cái thiết bị dạy học nào đó nó phù hợp, nó tương xứng với cái điều kiện cụ thể mà ta có hay không, được ha thầy cô. Và sau đó các bạn về cái phương án đánh giá kiểm tra ở đó. Dạ rồi. Bây giờ em xin phép dừng để em lý giải một số cái nội dung mà thầy cô đặt ra. Như vậy thì không biết cô Trần Thanh Thúy thì cô đã ok về việc đánh giá, việc lựa chọn và sử dụng phương pháp sử dụng học chưa? Dạ alo cô Thủy ơi, phần câu hỏi của cô đã ok chưa? Dạ rồi, dạ em rất cảm ơn cô Thủy. Bây giờ xin trả lời những cái câu hỏi của thầy cô khác. Trong một chủ đề có mục tiêu và yêu cầu cần đạt chung, khi tìm hiểu văn bản đầu tiên sẽ cho học sinh yêu cầu cần đạt chung. Khi dạy sang các phần khác, có cần cho học sinh xác định yêu cầu cần đạt hay không? Hay xác định sẵn rồi mình yêu cầu các em học? Thưa cô, hiện nay chúng ta không cần phải xác định yêu cầu cần đạt nữa, vì yêu cầu cần đạt sách giáo khoa đã làm giúp chúng ta. Yêu cầu cần đạt cho mỗi bài học, sách giáo khoa đã làm giúp chúng ta. Trong đó, thầy cô sẽ chú ý đến cái thể loại chính mà sách giáo khoa họ chọn trong từng bài học. Em lấy ví dụ cho thầy cô. Thầy cô nhìn vô cái bài số 6 trong sách giáo khoa kết nối. Thầy cô thấy không ạ? Bài số 6, thầy cô nhìn vô đó, thầy cô sẽ biết bài số 6 này thực chất ra là người ta muốn dạy cho thầy, muốn thầy cô dạy cho học sinh cái thể loại chính là thể loại truyền thuyết. Được ha thầy cô? Dạ. Nhưng mà thầy cô thấy nếu mình chuyển bài thì mình sẽ thấy nó có những cái phần khác. Em lấy ví dụ cho thầy cô cái bộ kết nối. Thầy cô nhìn thấy cái bài số 1 kết nối là bài đầu tiên mà thầy cô sẽ dạy trong cái chương trình lớp 6 mới. Thầy cô nhìn vô đây, thầy cô sẽ biết bài số 1 này là thể loại chính của nó là truyện đồng thoại. Như vậy thì tất cả các truyện, các văn bản đằng sau nó, ít nhất là hai văn bản nữa, đều là truyện đồng thoại. Vậy thì với các văn bản chung một thể loại, chúng ta đã có cái yêu cầu cần đạt được nêu sẵn vào thầy cô. Thầy cô không cần căng thẳng với từng cái văn bản nữa. Được ha thầy cô, nhưng có một điều này cô chú ý giúp cho em một việc thế này. Yêu cầu cần đạt trong chương trình hay yêu cầu cần đạt trong sách giáo khoa, đó là cái mức trung bình mà một học sinh phải đảm bảo. Còn trong quá trình dạy, thầy cô sẽ có những biện pháp, những vấn đề để nâng cao cái yêu cầu cần đạt đó lên. Ví dụ như yêu cầu của người ta chỉ là nhận biết, nhưng thầy cô sẽ yêu cầu học sinh đánh giá, phân tích thêm. Ví dụ như thầy cô ha, dạ. Như vậy thầy cô nhớ giúp em là chuyện này. Cái yêu cầu cần đạt mà sách giáo khoa đã nêu, căn cứ vào chương trình, thầy cô sẽ sử dụng nó cho các văn bản cùng thể loại với nhau. Riêng văn bản đọc kết nối với chủ điểm thì nó sẽ là một cái loại văn bản khác, được không ạ? Thầy cô giúp em cái chuyện đó. Thì cái văn bản đó nó bám vào cái yêu cầu cần đạt mà sách giáo khoa cũng đã nêu sẵn. Được ha thầy cô? Như vậy thầy cô hình dung ra là trong một cái bài học của thầy cô đừng gọi là chủ đề thầy cô nhé, gọi là bài học. Trong cái bài học ngữ văn theo kiểu mới, sắp tới thầy cô dạy, sẽ có 3 văn bản cùng thể loại. Và 3 văn bản này dạy thế nào phải đáp ứng được yêu cầu cần đạt với thể loại đã được nêu ở sách giáo khoa.
Thầy cô ha, dạ rồi. Dạy học có phương pháp thích hợp, phải đặt ra chiến lược lâu dài. Vậy một tiết học có chiến lược cụ thể không thầy? Dạ thưa cô, một tiết học thì không thể gọi là có chiến lược cụ thể, mà tiết học đó cô phải gọi là có kịch bản sư phạm thì nó hợp lý hơn. Có nghĩa là cô phải tiến hành một cái mình gọi là kế hoạch bài dạy á, nhưng mà một cái cho nó nôm na hơn, cho nó cụ thể hơn là cô phải có một cái kịch bản dạy học. Thế thì cái kịch bản của cô là cô nhằm đáp ứng những cái mục tiêu gì? Mục tiêu đó sách giáo khoa đã nêu, nhưng bên cạnh đó cô muốn học sinh của cô có thêm gì nữa thì cô phải bổ sung vô đó thêm, được không ạ? À? Chiến lược thì không có, cô chiến lược phải dùng cho một cái gì đó rất là lâu dài, rất là lớn lao. Còn trong một cái tiết dạy thì mình sẽ có gọi là cái kịch bản sư phạm của mình, làm sao mình lèo lái cái kế hoạch bài dạy đó cho nó đến một cái bến bờ hợp lý, an toàn, đủ thời gian, không cháy giáo án, không ướt giáo án, mà học sinh vẫn nắm được những cái vấn đề quan trọng nhất của nó. Thì cô đang dạ rồi. Dạ không biết thầy cô có còn câu hỏi gì để hỏi được không ạ? À? Dạ thưa thầy cô có còn gì để hỏi? Dạ không ạ. Dạ rồi. Dạ nếu thầy cô không còn gì để hỏi thì chúng ta lại tiếp tục mà áp cuối thầy cô hai hoạt động áp cuối thầy cô ráng lên. Còn hai hoạt động nữa là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái hoạt động số 7. Hoạt động này thì nhẹ nhàng hơn thầy cô. Cái này em đã làm rồi. Em đã làm rồi. Đó là cái kế hoạch bài dạy em đã soạn sẵn. Và xin thầy cô đánh giá cái kế hoạch bài dạy đó. Thầy cô sẽ đọc lại cái kế hoạch bài dạy mà em đã gửi hồi sáng nay. Hồi sáng nay. Sau đó sẽ có ba cái yêu cầu sau đây. Thầy cô phân tích cái ưu điểm và cái hạn chế của việc lựa chọn và sử dụng cái phương pháp và kỹ thuật dạy học trong cái chuỗi hoạt động minh họa mà em đã đưa ra. Thầy cô có cái đề xuất gì không hoặc cái biện pháp nào không để cải thiện cái việc sử dụng nó? Và theo thầy cô thì những cái mà giáo viên đưa ra nó có phù hợp với cái điều kiện thực tế của thầy cô hay không? Và nếu mà thầy cô được đề xuất để thay đổi nó hợp với thầy cô, điều kiện cụ thể của nhà trường thầy cô, thì cô sẽ sửa những cái yếu tố nào cô ha. Dạ rồi, như vậy thì thầy cô dựa vào cái kế hoạch bài dạy mà em đã đưa cho thầy cô buổi sáng đó, thầy cô sẽ xem lại và chúng ta sẽ bàn về cái đó thầy cô ha. Dạ rồi. Dạ thầy cô có 20 phút. Bây giờ em thầy tính ơi, mà. Em nghe thầy. Dạ em nghe. Thầy. Dạ em nghe đây thầy. À, có phải kế hoạch bài dạy thánh giống đó không thầy? Dạ đúng rồi thầy, em mới gửi hồi sáng đó thầy. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Tại vì trong tay thầy cô nó sẽ có hai cái kế hoạch bài dạy. Thứ nhất là trong cái tài liệu của thầy cô á, thì có một cái kế hoạch bài dạy minh họa cũng là thánh giống. Cái bài đó cũng là em soạn đó thầy cô. Nhưng mà nó cũ rồi, nó của năm ngoái rồi. Bây giờ thầy cô sách giáo khoa đã có, nên em soạn một cái bài sát hơn cho thầy cô, nhưng sát không có nghĩa là phù hợp. Nhiệm vụ thầy cô bây giờ là thầy cô đọc cái kế hoạch bài dạy mà giáo viên đã soạn sẵn. Thầy cô xem những cái bất ổn về mặt lựa chọn phương pháp và kỹ thuật mà thầy cô phát hiện ra. Và thầy cô sẽ đề xuất những cái phương án để cải tiến nó, nhất là trong một cái điều kiện cụ thể của thầy cô. Thầy cô ha? Dạ rồi. Dạ rồi. Em tính giờ từ 2 giờ rưỡi thầy cô nha. Như vậy là 2:50 chúng ta sẽ thì 50 chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động này thầy cô nha. Dạ.
Dạ thưa thầy, cô mình hết giờ để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Bây giờ là đến thời điểm giảng viên nghe các thầy cô nhận xét. Đây chính là cái bài của em đã soạn. Thầy cô sẽ nhận xét cái bài đó dựa trên những cái gợi ý mà em đã nói ở trên. Thứ nhất là cái việc lựa chọn như vậy có hợp lý hay không, có ổn hay không, mà nếu được đề xuất cái việc cải thiện thì thầy cô sẽ cải thiện cái gì để khắc phục cái nhược điểm của cái việc lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học của kế hoạch bài dạy này, và thầy cô thấy là kế hoạch bài dạy này có áp dụng được trường của thầy cô hay không, và nếu như mà muốn áp dụng được thì thầy cô phải điều chỉnh cái gì thầy cô ha. Đó là những cái nội dung chính mà thầy cô sẽ làm việc với em trong cái thời điểm này. Dạ rồi. Em xin mời thầy cô ạ. À. Thầy ơi, thầy cho em hỏi cái thầy. Dạ em nghe. Thầy coi cái em có nhắn cái tin trên chat mà chỗ Phan Tộc đó 41 số 41 đó mà thầy coi có nhận được cái tin nhắn của em chưa hay sao cái Dạ máy nó ở nhắn. đây. Ở đây em nhận được tin nhắn của cô Phụ. Hello. Dạ em nhận được tin nhắn của cô Phượng thầy ạ. À. Chứ em chưa nhận được tin nhắn của thầy ạ. À. Dạ. Dạ, cái máy của em sao mà em nhắn em gửi đi nó không chịu đi. Dạ. Dạ thầy có thể bật micro nó cũng được không sao thầy ơi. Dạ, Dạ. chắc đây xin trao đổi với thầy mấy cái ý mà mình cũng phân vân hay thầy. Dạ vâng dạ không sao ạ. À. Em nghe thầy ơi. Dạ. Rồi, thứ nhất là cái giáo án cái mục D á thầy. Dạ. Để không thấy kẻ cọt vậy là thầy chẳng qua để cái sườn như vậy hay là cái thứ hai nữa là nếu như có soạn thì sao không kẻ cọt hay là sao thầy? Dạ rồi. Dạ thầy còn hỏi gì đó không để em lý giải còn luôn hay còn là em em nói cái này trước ạ? còn em còn phân vân thêm một cái nữa Dạ thầy đó nói là em nghe. cái Dạ. cách đánh giá Rubik Dạ. thì em thấy nó đánh giá như thế thì để cụ thể của cái bài này xin thầy nói rõ thêm chút nữa, bởi vì trong cái cách đánh giá này mặc dù có đọc có học nhưng mà để đánh giá trong một cái tiết dạy như vậy thì thấy nó có phức tạp quá không, thì nếu Dạ. mà có cho em thấy theo theo em thì nó phức tạp đó, thì có Dạ. cách nào mà chỉ cho nó hơi rõ thêm cái chỗ này để định hình cho nó rõ hơn cách để làm á thầy. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Em Dạ cảm ơn xin cảm thầy. ơn thầy. Dạ, bây giờ em xin lý giải ý kiến thầy trước nha. Dạ rồi. Dạ thưa thầy, ở đây mình không có chia cột trong việc hoạt động thầy ơi. Mình không có chia cột nữa. Dạ, tại vì thầy cô để em share cái màn hình cho thầy cô xem cái giáo án. Dạ. Ở đây mình sẽ không có chia cột nữa thầy ơi. Tại vì theo cái tinh thần của công văn 5512 thì mỗi tiến trình dạy học sẽ được tái hiện thành chuỗi các hoạt động học. Dạ. Và trong từng cái hoạt động nó sẽ có bốn cái mục. Đó là mục tiêu, nội dung, sản phẩm và tổ chức thực hiện thầy ha. Dạ rồi, trong phần hiện thì sẽ có các bước là giao nhiệm vụ học tập, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo thảo luận, kết luận nhận định. Thầy có thể xem lại giúp em trong cái công văn 5512. Hiện nay mình sẽ không có kẻ cột nữa mà mình sẽ tiến hành như vậy. Trước đây mình kẻ cột là do mình sẽ kẻ cột theo cái hướng này. Một, nếu mà chúng ta chia cơ bản ra làm hai cột, nó sẽ là hoạt động của giáo viên và học sinh, bên kia là nội dung cần đạt, đúng không ạ? À? Nếu như chúng ta chia ba cột thì nó sẽ là hoạt động của giáo viên, hoạt động của học sinh, nội dung cần đạt. Nếu mà chúng ta kỹ hơn, ta chia làm bốn cột thì sẽ là hoạt động của giáo viên, hoạt động của học sinh, nội dung cần đạt và thời gian tiến hành dự kiến. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không chia cột nữa ạ. À. Chúng ta theo cái mẫu của công văn 5512 là theo chuỗi hoạt động học. Và trong từng hoạt động sẽ phải đảm bảo các mục mà em đã nêu như trên đó thầy ơi. Nó là như vậy. Dạ rồi. Bây giờ nó bàn đến một vấn đề.
thầy cô nhìn vô đây thầy cô sẽ thấy rất là mệt mỏi, đúng không thầy cô? Tức là cái rubric nghe thầy cô bỏ qua giùm em, đừng có nói cho nó nghe rất phức tạp. Thật ra thầy cô hình dung đó là bản tiêu chí, được không ạ? À? Thầy cô đừng cái rubric nghe nó mệt, nghe rất là mệt, ai lùng bùng lắm. Nói chung đó là bản tiêu chí, trong đó nó sẽ luôn luôn cơ bản nhất, rất là cơ bản, nó sẽ có ba mức. Mức một là cái mức đạt, mức đạt thôi, tức là chỉ vừa ở mức đạt thôi. Mức hai nó sẽ nằm ở cái mức khá, mức ba là cái mức tốt. Sắp tới đánh giá nó sẽ có những cái mức hơi khác thầy cô. Trong tuần này thì bộ sẽ ban hành cái công văn đánh giá của lớp 6 mới, sẽ có những cái xếp loại nó hơi khác, nó hơi khác, nó hơi khác. Thì đây chính là cái mức để thầy cô được điều đó. Ở đây là một là cái mức đạt, hai là cái mức khá, ba là cái mức tốt. Còn không đạt được cái mức một thì có nghĩa là chưa đạt, được không thầy cô? Thầy cô đơn giản như vậy thôi. Dạ rồi, bây giờ thầy cô mới nhìn nè, ở trên nè, ở đây thầy cô thấy em đưa ra cho học sinh tổng cộng là em phải thiết kế cho tôi theo cái khung của bên phần củng cố trong trang 21. Nó có 5 yếu tố: chủ đề, nhân vật, cốt truyện, lời kể, yếu tố kỳ ảo. Em căn cứ vào thánh giống á, em mới liệt kê ra những yếu tố này cho tôi. Nhưng bây giờ tôi thầy cô, ví dụ như thầy Tộc, thầy giỏi, thầy rất là ok, thầy đạt được, thầy liệt kê được đủ 5 đặc điểm, đó là ở mức tốt, thầy sẽ được 90 điểm. Nhưng mà thằng Khôi ở mức độ dở hơn, em không thể nêu như thế, em chỉ nêu được có 3 trên 5 ý đó thôi. Nhưng thầy lưu ý em phải kèm vô là nếu muốn làm rõ điểm một truyền thuyết thì phải có 3 yếu tố: cốt truyện, nhân vật, yếu tố kỳ ảo. Tức là tôi chấp nhận phương án anh sẽ đạt nếu anh chỉ được kê được 3 trên 5 điểm, nhưng phải là 3 đặc điểm này, vì đó là 3 đặc điểm quan trọng có xuất hiện trong yêu cầu cần đạt và để định hình cái thể loại truyền thuyết. Thầy nắm không ạ? À? Có nghĩa là thầy đừng có hình dung rubric nó mệt mỏi lắm, chỉ biết rằng là ví dụ như em nói cái nội dung câu hỏi thầy đưa ra, phần trả lời có ba ý, nếu học sinh trả lời được một trong ba ý đó là mức một, học sinh trả lời được hai trong ba ý là mức hai, học sinh trả lời được ba ý trả đầy đủ là mức ba, là đúng nha thầy, còn trả lời sai thì thôi, đó là vậy. Còn nếu như học sinh trả lời sai hẳn hoàn toàn thì là nó không đạt. Còn nếu đạt thì nó ba mức như vậy. Được không ạ? À? Đó là như thế. Thầy đừng quan tâm đến cái chữ rubric, mà mình hãy qua đơn giản thôi. Đó là bảng đánh giá gồm ba mức độ: đạt, khá và tốt. Sau đó thầy căn cứ vào những cái mục làm việc ở trên, thầy liệt kê ra. Em nói một cái trường hợp nữa. Ví dụ như ở đây, thầy thấy em nêu ra nguyên nhân hội thi thể thao trong nhà trường mang tên là hội thể phù đổng. Em có 3 cái đáp án, 3 cái ý. Như vậy thầy sẽ hình dung ra nếu học sinh chỉ trả lời được 1 trong 3 cái đạt, học sinh trả lời được 2 trong 3 cái khá, trả lời được tất cả các ý này đúng đó là tốt. Còn trả lời và không đúng các ý này thì nghĩa là chưa đạt. Cho nên em lập cái bảng này thầy ha. Đó là như vậy. À, thế thôi ạ, à. Không có gì phức tạp cả. Cái này thì thầy cô sẽ được học cô Chi rõ hơn em. Dạ. Dạ rồi, không biết em lý giải như vậy thầy có thấy ổn hơn không ạ? À? Hay quá thầy ơi, em thấy là khi mà đọc cái giáo án đó là em thấy nó rất là mơ hồ hai cái điểm em nói nãy giờ, thầy nói nãy giờ. Dạ. Mà khi hỏi thầy đó là em thấy cái hình dung là em nghĩ nó quá phức tạp, mà thầy nói cái nó gần với em hơn. Thì chân thành cảm ơn nó thầy. Đơn giản rất là, tại vì em, thầy giảng rất là dễ hiểu, xin chân thành cảm ơn thầy. Dạ em xin lỗi các thầy cô là tại vì trong cái kế hoạch bài dạy phải dùng những cái từ đúng chân á, thì những từ này thì thật ra để cái dân khoa học nó nói chuyện với nhau nó hay hơn, nhưng mà người ta yêu cầu phải dùng như vậy thì phải như thế làm cho thầy cô hơi bị căng thẳng, xin lỗi thầy cô cái đó. Dạ thầy cô dùng chung ra đó là bảng đánh giá theo ba tiêu chí thôi, cái nào vậy không có rubric gì hết là cho nó đỡ phức tạp. Dạ. Dạ rồi thầy cô bây giờ có nhận xét gì không? Kế hoạch bài dạy này chưa tốt thầy cô?
Có thể Dạ cho em em hỏi muốn. thêm câu hỏi nhỏ nữa được không thầy? Dạ được, thoải mái thưa thầy cứ hỏi. Dạ. Vậy là mình có thể là mình đang dạy hay là kết thúc tiết một cái phần nào đó mình phát một cái giấy cho học sinh thì đó cũng là một hình thức. Như các mức độ thì nó nãy giờ đây đây cũng là hình thức đánh giá Zobit thì hả thầy ha? Dạ đúng rồi đó. Và Dạ chính dạ. đó là em đang muốn các thầy cô phát biểu đây. Thầy cô thấy cái kế hoạch bài dạy này nó có cái gì hạn chế không? Theo thầy cô cái lớn nhất của nó là gì? Thầy cô nói em nghe thử coi ạ. À. Nó hạn Cho chế em một đầy á gợi thầy ý cô. như cái bài này là nó là nhiều tiết, bởi vì tới Dạ. thời điểm này em chưa có sách giáo khoa, em cũng Dạ. chưa có hình dung được, cho nên là ở cái bài nguyên cái bài thánh gióng này trong đó em thấy có nhiều cái văn bản Dạ đúng mà rồi, em dạ không đúng biết rồi. đó là nó có nhiều tiết hay là chỉ là một tiết, xin hỏi thầy cái đó, bởi vì thầy cũng thông cảm em chưa có sách giáo khoa cho nên Dạ không cũng sao, dạ chưa có không hình sao. dung được. Dạ. Dạ không sao. Dạ thưa thầy cô là hiện nay là tất cả các bộ sách giáo khoa nó đều cấu tạo thành 10 bài học. 10 bài học. 10 bài học đó nó sẽ ứng với lại thầy cô nhớ giúp em nha. Đó là nó cứ mỗi bài học như vậy nó khoảng độ 12 tiết. Thực ra cái số tiết này nó là số tiết không chính xác tại vì lý do là cái số tiết học nó sẽ được quy định dựa vào cái đặc trưng của cái trường thầy cô, cái lớp thầy cô dạy. Vì có lớp nó dở quá thì đôi khi phải hơn 12 tiết. Nhưng có lớp nó tốt thì là thầy cô có thể 10 tiết là xong cái phần đó. Đó là nhưng mà cơ bản thì ngày hôm nay cả ba bộ sách đều cấu tạo là 10 bài học. Thì mỗi một bài học như vậy nó sẽ có 12 tiết thầy cô ha, nó có 12 tiết. Thì trong đó thầy cô chú ý giúp cho em một vài cái vấn đề sau đây là một bài như thế nó sẽ gồm là bốn văn bản, nó có phần tiếng Việt, nó có phần viết, nó có phần nghe nói. Thì thầy cô chú ý giúp em là cái phần đọc á, nó chiếm của chúng ta là nhiều lắm, nó chiếm của chúng ta là từ 6 cho đến 7 tiết, từ 6 cho đến 7 tiết. Sau đó nó sẽ có cái phần tiếng Việt cũng sẽ chiếm của thầy cô khoảng độ, xin lỗi thầy cô, phần đọc chiếm thầy cô 6 tiết, phần tiếng Việt chiếm của thầy cô từ 1 đến 2 tiết. Sau đó sẽ có phần viết cũng phải chiếm của thầy cô từ 2 đến 3 tiết, và còn lại là nghe nói. Thường nghe và nói chỉ có một tiết thôi thầy cô. Trong quá trình dạy như vậy thầy cô sẽ thấy là thầy cô có 6 tiết đến 7 tiết để thầy cô dạy đọc. Như vậy tùy thầy cô phân phối, trong đó thầy cô sẽ dạy cộng là 4 văn bản. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thầy cô phải dạy hết 4 văn bản đó. Mà thầy cô nhớ giúp em một cái gọi là quy trình rèn kỹ năng đọc. Nó sẽ gồm 3 bước sau đây. Bước thứ nhất là tôi làm mẫu cho em xem. Bước thứ hai là em với tôi cùng làm. Bước thứ ba là em làm, tôi kiểm tra. Vậy thì thầy cô hình dung ra, thầy cô thật ra chỉ dạy thật kỹ 2 văn bản. Còn 2 văn bản còn lại là thầy cô cho học sinh thực hành đọc và thầy cô kiểm tra. Được ha thầy cô? Chứ thật ra nếu mà 6-7 tiết mà 4 văn bản thì không có nổi. Và thầy cô nhất văn bản 1 là thầy cô hướng dẫn đọc rất là kỹ. Thứ hai là thầy cô cùng học sinh đọc, bắt đầu giảm dần rồi thầy cô ha. Và thứ ba là thầy cô kiểm tra cái bản của học sinh. Như vậy thì nhiệm vụ của thầy cô là sẽ dạy thật kỹ 2 văn bản đầu tiên, còn 2 văn bản còn lại là thầy cô hướng dẫn học sinh đọc là yếu nhất. Đó là như vậy đó thầy. Thì một bài ngày hôm nay là nó 12 tiết. Tại sao là 12 tiết? Tại vì 10 bài nhân lên thì là 120 tiết. Còn 20 tiết còn lại là thầy dành cho người ta đánh giá khi học kỳ ôn tập này kia đó thầy. Đó là như vậy. Chắc có lẽ là em hỏi thầy thêm một ý nữa là sẽ nghĩ, chắc Dạ có lẽ được, dạ là được, không sao. Dạ, dành dành nhiều được, thời dạ được. gian cho các thầy cô khác, mong các thầy cô cũng thông cảm. Dạ không sao, dạ. Là thầy ơi, nếu như mình soạn như vậy thì nó một bài nó thường được tương đương với 12 tiết, vậy các tiết này trong quá trình soạn thì mình có tách ra từng tiết không, hay là mình cứ soạn như cái giáo án của thầy rồi mình đi dài hết cho hết 12 tiết thôi?
Dạ, mình sẽ soạn cho một bài kéo dài 12 tiết đó thầy. Và em cũng đã có làm sách tham khảo thì một bài mà nếu soạn một cách đầy đủ thì thưa thầy là nó phải lên đến hai mươi mấy trang A4 đó thầy. Dạ, đó là như vậy, tức là một cái kế hoạch bài dạy trong một bài học ngữ văn ngày hôm nay á, tức là mình lần lượt mình dạy đọc bốn văn bản, sau đó mình dạy phần tiếng Việt, mình dạy viết, mình dạy nghe nói, thì tổng cộng một cái bài soạn nó phải lên hai mươi mấy mấy trang A4 đấy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Thì Dạ trên bao dạ nhiêu đó cũng chân thành cảm ơn thầy, em cũng tiếp nhận được về cơ bản những cái kiến thức mà thầy đã vừa truyền đạt. Xin cảm ơn. Còn thời gian còn lại dành cho anh em khác hỏi, mong anh em dạ có thông vâng cảm nha. dạ 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 em chào thầy. Dạ Dạ. tôi có một cô giáo hỏi là hoạt động luyện tập phải làm hết hay không, hoạt động vận dụng phần mục tiêu và nội dung giáo viên hướng dẫn cho học sinh nêu hay giáo viên nêu, em không có hiểu cái ý này lắm. Thưa cô, là thứ nhất là phần luyện tập thì chắc chắn là hoạt động đã đưa ra thì học sinh phải làm hết, đó là chuyện đương nhiên. Hoạt động vận dụng phần mục tiêu và nội dung giáo viên hướng dẫn học sinh nêu hay là giáo viên nêu, thưa cô, mục tiêu của hoạt động vận dụng là chúng ta nêu, và thật ra thì không hẳn là chúng ta nêu đâu, mà chúng ta sẽ đáp ứng cho cái mục tiêu nào trong yêu cầu truyền đạt mà khoa họ nêu ra. Chứ chúng ta thật ra cũng khó nêu lắm đó, thầy cô ạ. À, lý tưởng là chúng ta tự ra mục tiêu để chúng ta hoàn thành, nhưng mà chúng ta bị ràng buộc bởi khoa tương đối đấy ạ. Thôi thầy cô, nãy giờ em chưa thấy thầy cô chỉ ra cái hạn chế của cái kế hoạch bài dạy. Trong cái kế hoạch bài dạy này rất nhiều hạn chế, và thầy cô cũng em chưa thấy thầy cô chỉ ra cái việc là thầy cô đem kế hoạch bài dạy này về dạy được hay không ở trường, thì cô hay cô chưa nói điều đó cho em nghe. Thầy ơi, cho em ý kiến cho thầy. Dạ em mời cô ạ. Dạ Thì nhìn vào cái khung kế hoạch mẫu bài học mà thầy đưa ra thì em thấy một cái ưu điểm lớn của nó đó là cái khung này được trình bày rất là khoa học, đặc biệt đó là có cái phần mà có tiến trình chung ở đây đã định hướng cụ thể cho từng phần và từng mục tiêu cần đạt cũng như là cái phương pháp kỹ thuật đi học cụ thể. Em thấy phần này rất là hay, cũng rất là dễ hình dung. Và đây em thấy cũng là điểm khác biệt so với cái mẫu trong cái hướng dẫn của công văn 5512 về cái kế hoạch bài dạy á. Dạ. Với thêm một cái phần nữa đó là ở mục tiêu trong kế hoạch 5512 thì là mục tiêu kiến thức năng phẩm chất, còn của thầy thì chia ra năng lực chung với các năng lực đặc thù ạ. Dạ. Thì đây em thấy cũng là điểm khác biệt thứ hai. Mấy cái này thì em Dạ. cũng thấy nó là cái điểm điểm hay của cái kế hoạch này, nhưng mà em có một cái những cái phân vân sau đây nè. Dạ. Đó là em thấy cái kế hoạch này á nhìn vào không thể dạy được, Đúng rồi bởi cô. vì đây mới chỉ là cái khung thôi. Dạ. Cái khung này thì em thấy nó cũng chưa có đủ nữa, bởi vì trong đây em thấy cũng chưa có phần nói về phần viết nữa thầy. Dạ. Dạ, đó là chưa chưa có phần đó. Dạ. Rồi thêm một cái nữa đó là ở những cái bước tiến trình dạy học cụ thể cho từng văn bản á, thì ở đây Dạ. thầy cũng chỉ tập trung vào các bước để cho dạy một văn bản đầu tiên thôi, Dạ. mà đây cũng chỉ là cái khung thôi chứ cũng không có hề có cái nội dung cụ thể cho từng bước nào trong đây cả Dạ. đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là tụi em nhìn vào đây tụi em sẽ không biết rằng các văn bản còn lại, hồi nãy có nghe thầy nói thì cũng hiểu á, tức là sẽ giáo viên sẽ tập trung hướng dẫn kỹ cái văn bản đầu tiên, rồi văn bản thứ hai, văn bản thứ ba, thứ tư thì cho học sinh nó có thể là tự đọc hoặc tự nghiên cứu hoặc có hướng dẫn. Nhưng mà Dạ. nếu về thực tế giảng dạy ở địa phương á, thì nếu Dạ. như em đặt một tình huống như có dự giờ mà rơi vào ngay cái phần văn bản thứ ba thứ tư, không không thể để học sinh tự đọc mà mình hướng dẫn sơ sài được, cũng sẽ phải tiến hành giống như là hướng dẫn học sinh tìm hiểu một cái văn bản cụ thể kỹ càng giống như văn bản đầu tiên vậy đó. Vậy Dạ. thì nếu mà trong cái kế hoạch mà mình không có xây dựng cụ thể thì khi mình vào thực tế giảng dạy thì gặp rất là khó khăn, bởi vì sách Dạ. giáo khoa mới, giáo viên cũng chưa có kinh nghiệm để mà giảng dạy. Phần lớn sẽ phải nhờ hỗ trợ vào kế hoạch dạy học,
mà cái dạy học mà nếu chỉ như này thôi thì rất là khó dạy. Và thêm một cái khó khăn nữa đó là trong khung kế hoạch này cũng chỉ là các bước cơ bản thôi, nên là cái nội dung ghi bảng cũng rất là khó xác định. Và nếu mà giáo viên không có cái định hướng trước về nội dung ghi bảng này á, thì mặc dù có thể ghi nhiều ghi ít thì không có quan trọng, nhưng mà những nội dung trọng tâm thì phải thể hiện được. Dạ, còn gì nữa Đó không là cô? những cái gì em thấy đấy ạ. Dạ, Em cảm ơn dạ, thầy. Dạ. dạ rồi. Đó là bao nhiêu vấn đề đấy cô, quá nhiều vấn đề với cái kế hoạch bài dạy này. Nhưng mà thực sự ra đó là những cái nó sẽ được thầy cô giải quyết dần dần. Tại vì ở cái module 2 này á, vì sao em chưa đưa cho thầy cô một kế hoạch bài dạy nó hoàn chỉnh? Lý do là ở module 2 này thì thầy cô tập trung vô cái khung. Đó là cái khung này thầy cô. Đây thầy cô ạ. À. Cái phần dạy học module 2 của em là nó rơi vô khung này. Xin phép thầy cô em share lại cái màn hình. Vậy đây. Không phải em không muốn đưa cho thầy cô một cái kế hoạch dạy học hoàn chỉnh. Nhưng module 2 là tập trung vô cái khung này thôi thầy cô. Ở đây. Tức là thầy cô nhận xét giúp em. Nó sẽ tập trung vô cái phần là liệu với những cái thì em đã lựa chọn được cái phương pháp hợp lý hay không, và cái phương pháp này thầy cô có cái điều gì để thầy cô cải tiến nó hay không, và có ứng dụng được trong cái môi trường của thầy cô hay không. Còn dĩ nhiên đây là một cái kế hoạch bài dạy nó chưa hoàn chỉnh, cho nên làm sao thầy cô có thể nhận xét được về nhiều vấn đề khác. Phần các văn bản này chưa có, phần viết chưa có, phần nói nghe chưa có, phần tiếng Việt cũng chưa thấy. Ở đây em chỉ đưa cho thầy cô một cái mẫu, đó là cái mẫu của cái phần thánh gióng ví dụ vậy. Thầy cô kiểm tra xem là trong đó thì cái kế hoạch bài dạy này đã lựa chọn những phương pháp và kỹ thuật có hợp lý hay chưa để tiến hành nó. Còn cái việc mà những cái điều mà cô nói thì em ghi nhận ở đó, nhưng mà cô không cần giúp là vì ở cái module 2 này á mình chưa có đi vô thiết kế kế hoạch bài dạy, mà mình chỉ đi vô để dự kiến một cái chuỗi hoạt động học kèm với việc thiết kế một hai cái hoạt động để minh họa thôi cô. Đó là như thế, cho nên là dĩ nhiên nó sẽ bị thiếu sót rất là nhiều. Còn bây giờ nếu như đã nói thì em sẽ nói luôn thầy cô thấy vấn đề này. Kính thưa thầy cô, không phải là phần ghi bảng mà với kế hoạch bài dạy này thì phần ghi bài cũng có vấn đề chứ không phải chỉ ghi bảng. Mà lớp 6 thì các con không thể ghi bài được, mà phải có hướng dẫn cụ thể. Kế hoạch này nó có bị vướng ở một vấn đề đó. Được không ạ? Và xin phép thầy cô em xem cái phần chat chút xíu có cô nói. À, cô nói chính xác luôn. Hướng dẫn phần ghi bảng của giáo viên và phần ghi bài của học sinh. Dạ rồi, bây giờ thì để em nói cái phần này trước. Thầy cô nhìn thấy ở đây giảng viên đã lạm dụng một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật sử dụng phiếu học. Giảng viên đã lạm dụng cái điều này, đó là phiếu học tập. Bắt đầu thầy cô mới nhìn thấy một điều thầy cô hỏi. Ừ thì công nhận là cái kế hoạch bài dạy của thầy, cái phương pháp vô cùng. Nhưng mà lương của tôi chưa đổi mới, chưa thấy ai bàn cho tôi về cái phụ cấp phiếu học tập, mà tại sao lại bắt tôi sử dụng phiếu học tập như thế này, thì ai là người bỏ tiền ra in phiếu học tập này? Như vậy là có một cái vướng đầu tiên. Cái vướng thứ hai thì cô thấy dạy học nêu và kiểu vấn đề thật ra chỉ phù hợp với một đối tượng học sinh thôi đúng không thầy cô? Đó là đối tượng học sinh đó phải khá giỏi thì mới nêu cái này ra được. Còn nếu không thì cái này dạy học sẽ rất là khó khăn. Như vậy thì cái kế hoạch bài dạy này thấy vậy mà nó vẫn còn mang tính ảo tưởng rất là nhiều. Nhiều lắm. Thứ nhất là phiếu học tập bây giờ không biết tìm đâu để photo. Mà bây giờ hình dung ra mới thánh giống thôi thấy 2 phiếu. Dự kiến tới sinh viên thủy tinh 2 phiếu.
tới cái bài với Kim Ánh dạy thêm 2 phiếu nữa, rồi viết mấy phiếu, u cha ơi, để dạy một cái bài như vậy mất 10 mấy phiếu thì ai photo, mà đâu phải 10 mấy phiếu, cái này là 10 mấy phiếu nhân khối lượng học sinh mà. Như vậy thì ai sẽ photo, bắt học sinh đóng tiền quỹ photo này kia thì cũng rất là rắc rối. Như vậy, thấy vậy mà cũng chưa khả thi lắm. Thứ hai là thấy vậy mà ông thầy này cũng chưa có cân nhắc đến cái trình độ của học sinh toàn bộ, mà đưa ra một cái phương pháp nghe rất là hay nhưng chưa chắc phù hợp với tất cả, đúng không ạ? Đó là thầy cô sẽ gợi ý như thế, thầy cô nhìn ra vấn đề đó. Còn bây giờ để nói với thầy cô về việc ghi bài thì em sẽ phải hướng dẫn thầy cô làm một cái việc, thầy cô sẽ rõ hơn về cách ghi bài, được không ạ? Rồi bây giờ thầy cô có nhận xét điều gì nữa không về cái kế hoạch bài dạy này, xin thầy cô cứ góp ý ạ. Có ai có ý kiến gì không thầy cô ạ? Dạ thầy ơi, em cảm ơn thầy đã nói rõ, giải thích cho em cái những cái ý kiến của câu trả câu thắc mắc của em. Thì bây giờ em hiểu mục đích của cái module 2 và mục đích của thầy rồi, tức là tập trung vào cái hoạt động xây dựng cái tiến trình chung cho một cái văn bản cụ thể đầu tiên, văn bản thánh giống thôi. Vậy thì bây giờ em cũng sẽ tập trung vào cái khung kế hoạch chung này. Thì em thấy ở đây những phiếu học tập với lại cái phương pháp nêu và đặt và nêu vấn đề thầy nói thì em rất là ghi nhận ạ. Em rất là đồng tình. Và đây em cũng chỉ còn thắc mắc thêm một chỗ nữa, đó là cái công cụ mà đánh giá rubric này đó, mình sử dụng. Em thấy ở đây là thầy sử dụng mấy lần thầy xem hình thì em thấy có 2 lần thôi, nhưng biết phía dưới còn nữa hay không. Và em hỏi là trong tiết học mà mình sử dụng nhiều lần như vậy quá thì nó có lặp lại hay không, mà nó có, em nghĩ nó có hạn chế gì không đó. Dạ thưa, đơn giản là thế này cô, có nghĩa là mọi câu hỏi mà cô đưa ra, mọi cái bài tập mà cô đưa ra, mọi phiếu học tập cô sử dụng, mọi sơ đồ tư duy cô đưa cho học sinh, mọi cái bản biểu mà cô yêu cầu học sinh điền, mọi câu trắc nghiệm mà cô đưa cho học sinh, tất cả cô đều phải có phương án đánh giá. Tất cả đều có phương án đánh giá. Phương án đánh giá này bắt buộc phải có trong hoạt động. Bởi vì nếu không có phương án đánh giá thì sẽ không biết là hoạt động đó có đạt được cái mục tiêu hay không. Cho nên bắt buộc phải có. Mà rubric là một cái cơ bản nhất để đánh giá. Cái này ngày mai thì chắc cô Chi sẽ nói với thầy cô cái này nó rõ hơn em. Dạ. Em không dám đụng chạm đến nhiều vấn đề. Dạ cô... Dạ em thấy có một cô xin ý kiến là cô nào ạ? Dạ em tên Nguyễn Thị Ngọc Nhiễn này thôi. Dạ em mời cô. Dạ em có ghi cái phần chat trên nhóm đó này, hướng dẫn. Dạ lát em sẽ hướng dẫn cái đó. Dạ. Còn dạ, còn thì... có một cô là một cô ghi ở đây là em xin có ý kiến mà em chưa thấy ý kiến. Dạ xin lỗi. Dạ dạ còn cô nữa ạ. Dạ cô Trần Thanh Thùy, dạ cô có ý kiến gì ạ? Dạ. Sách giáo khoa thiết kế đọc văn bản. Sau từng văn bản lại có phần thực hành tiếng Việt. Thầy hướng dẫn học xong. Dạ không ạ, em không hướng dẫn học xong các văn bản mới có phần học tiếng Việt. Mà em muốn các thầy cô ở đây, thầy cô sẽ có thêm một phần tiếng Việt ở sau hoạt động vận dụng đấy ạ. Dạ chứ không phải là xong, học xong văn bản mới có tiếng Việt. Thầy cô thấy hoàn toàn trong kế hoạch bài học này không có tiếng Việt là vì tiếng Việt được tích hợp trong hoạt động của thầy cô ha. Cho nên tiếng Việt không thấy, chứ không phải là dạy xong đọc văn bản học tiếng Việt cô nha. Dạ dạ, nó là như vậy. Dạ cô Duyên có ý kiến gì ạ? Em nghe. Dạ. À, thầy ơi, em nãy giờ em nghe thầy giảng thì em cũng hiểu về cái đánh giá, bảng đánh giá rubric đó thầy. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình phải thể hiện tất cả trong kế hoạch bài dạy đó thầy. Dạ. Tất cả những cái ví dụ như là trắc nghiệm hay là cái phiếu học tập mình đưa ra cho học sinh, mình phải đều phải thể hiện cái bảng đánh giá mục đích này ở trong cái kế hoạch bài dạy của mình luôn không thầy? Dạ cô có thể lơ nó, nhưng như vậy thì nó không có đạt cái chuẩn. Lý do là
hoạt động nào phải đáp ứng cái mục tiêu nào, và hoạt động đó được đánh giá ra sao, bằng cái công cụ gì, và cái kết quả như thế nào, hình thức gì. Đó thì ngày mai cô Chi sẽ hướng dẫn cho cô. Nói chung là phải có cô ơi, chứ không có là không có được. Tức là đây là cái công cụ đánh giá, là ví dụ cô nói là cô thiết kế câu trắc nghiệm để cho các em vận dụng đi ha cô ha. Bây giờ bốn cái câu đó, cái mục tiêu của cô đó là gì? Bây giờ bốn câu đó học sinh chỉ đúng một câu thì mức nào, đúng hai câu mức nào, nghĩa là cô phải nghe đánh giá đó, chứ không thể không nói không có được. Đó là như vậy cái cô. Em hỏi thêm một chỗ nữa thầy ơi. Chỗ hành động của thầy hướng dẫn đọc tri thức đọc hiểu, tri thức đọc hiểu trong sách giáo khoa về thể loại truyền thuyết trang 5. Thầy để là phương pháp dạy học hợp tác đó, theo em cái này mình có thể đổi cái phương pháp khác được không ạ? Dạ được chứ, cô em đang đề nghị cô đổi mà. Cô đổi mà, có nghĩa là cô thấy cái phương pháp này không hợp, không có hợp lý với bên lớp của cô, với cái tình huống của cô đang đổi. Đó là cô hỏi mà cô. Cái này em thấy là này mình đàm thoại, nghĩa là mình vấn đáp đàm thoại được rồi, thầy không cần thiết phải hợp tác cái chỗ này. Chính xác, mình phải hợp tác, đúng rồi cô, chính xác. Em nói thêm một chỗ nữa là ở cái bảng rubric cuối cùng á thầy, hoạt động mức đánh giá về hình thức á thầy. Em nghĩ là nếu hình thức mà phiếu học tập của học sinh đầy đủ 3 cột và 6 dòng theo gợi ý của phần củng cố trang 21 là chưa đủ. Em nghĩ là phải bổ sung thêm ở chỗ này là cái phiếu đánh giá, cái phiếu học tập này phải khoa học rõ ràng. Chữ nhất là chữ viết và trình bày nó dễ nhìn. Còn các em cũng kẻ đủ các cột, các dòng nhưng mà là không rõ ràng, trình bày không khoa học, không sạch sẽ thì cũng không có đạt được yêu cầu về hình thức ạ. Dạ đúng, chính xác. Có nghĩa là nếu mà trình bày lem luốc quá mà chỉ đủ như vậy, chính xác ạ, không có sai đâu cô, chính xác rồi. Đúng rồi đấy ạ, chính xác. Rồi em cảm ơn cô. Quá đúng rồi cô ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Em xem hai phần chat. Ngoài đánh giá bằng rubric còn có bảng kiểm và thang đo. Bảng kiểm và thang đo nó cũng có sử dụng cho cái phần nhưng mà nó lại phục vụ. Còn với cái hoạt động nhỏ như thế thì dùng cái phần rubric đánh giá tiêu chí thì nó sẽ dễ hơn cô. Cô Trần Thanh Thùy có hỏi là thời gian 90 phút cho bài bản hành giống có hợp lý hay không? Dạ thưa, không phải hợp lý hay không, mà vấn đề ở đây là chính cô là người cho em ý kiến đó. Với em là 90 phút, nhưng với học sinh của cô thì theo cô là thì đó là cái cô phải điều chỉnh. 90 phút là cái mà giáo viên Bảo Khôi nghĩ là tôi sẽ dạy cái văn bản đó 90 phút là ổn. Nhưng bây giờ với đối tượng học sinh khác thì 90 phút đôi khi không đủ hoặc là quá nhiều. Thì lúc đó mới là cái mà cô gợi ý cái chuyện đó. Có thầy cô nào có ý kiến nữa không ạ? Có thầy cô nào có ý kiến nữa không ạ? Nếu không thì thầy cô xin thầy cô theo dõi để em hướng dẫn thầy cô làm một cái việc, cái việc này thầy cô sẽ thực hành sắp tới đây luôn thầy cô ha. Rồi thầy cô theo dõi, em vẫn lấy cái phần thánh giống này để em làm cho thầy cô xem cho nó dễ. Trong đây thầy cô thấy hướng dẫn thầy cô từng bước lại để thầy cô hình dung cái việc thầy cô biên soạn thế nào thầy cô nha. Bây giờ trong tay thầy cô đã có một cái là cái mẫu, đúng không thầy cô? Cái mẫu kế hoạch bài dạy. Thì xin thầy cô ghi cái phần năng lực này, cái phần mục tiêu này theo sách giáo khoa thầy cô ha. Sách giáo khoa. Được rồi. Riêng cái phần năng lực chung này, thầy cô nhìn cái năng lực chung này thầy cô thấy nhận ra và điều chỉnh được sai sót, hạn chế của bản thân khi giáo viên góp ý. Thầy cô nhìn vô đây thì cô sẽ thấy cuộc hình dung thế này là em sẽ phải có một hoạt động nào đó mà sau khi học sinh trình bày xong em sẽ nhận xét, sau đó học sinh dựa trên cái nhận xét của em để học sinh điều chỉnh lại cái phần làm việc của các em điều chỉnh được đúng, đàng hoàng, đầy đủ, đó là
các em bác hoàn thành được cái năng lực. Đây là cái mà thầy cô tùy ý bổ sung, thầy cô thêm vào. Nhưng cái năng lực đặc thù và phẩm chất thì sách giáo khoa đã có, xin thầy cô đánh trong đó. Để rồi, bây giờ ta nói về cái việc đây là cái khung. Thật ra thầy cô ơi, khi thầy cô làm cái kế hoạch bài dạy á, thầy cô không cần làm cái khung này nha thầy cô. Khi thầy cô làm phần kế hoạch bài dạy, thầy cô không cần làm cái khung này. Khung này là cái khung nháp để phục vụ cho cái mô hình 2 này thôi. Còn khi thầy cô thực tế đi vô dạy, thầy cô sẽ không hề làm cái khung này. Đó là thầy cô sẽ đi bay vô luôn làm cái phần tiến trình để học. Chứ thầy cô không cần cái khung này nữa. Thầy cô nha, anh nhắc lại với thầy cô, cái khung này chỉ phục vụ cho mô hình 2 mà thôi. Còn đi thực tế vào trong biên soạn, thầy cô sẽ không cần. Mà sau phần B là phần C mình đi luôn, là thầy cô. Nhưng bây giờ mình đang học mô hình 2 nên mình phải cần có nó. Vì nó giúp mình hình dung ra việc mình sẽ phải làm. Trước khi bước vô một bài đọc, thầy cô nên có phần hướng dẫn tri thức đọc hiểu. Được không ạ? Vì sao phải cần phần này? Như em nói với thầy cô nhớ trong công văn 5512, bộ mục tiêu đã đề ra có ba mục. Thứ nhất, về kiến thức. Thứ hai, về kỹ năng. Thứ ba, về thái độ. Đó là phục vụ cho chương trình hiện hành. Còn chương trình mới thầy cô sắp sửa tiến hành đây, không còn ba cái đó nữa. Thầy cô nhớ không? Nó chỉ còn mục tiêu về năng lực và về phẩm chất. Trong năng lực thì có năng lực đặc thù của môn ngữ văn, có năng lực chung mà thầy cô dự kiến thiết kế hoạt động, và có phần phẩm chất. Được không ạ? À? Nhưng thầy cô cũng phải có một phần liên quan đến kiến thức chứ ạ. Phần này nằm ở đâu? Dạ thưa, nằm ở đây. Hoạt động này là hoạt động thay thế cho cái việc tìm hiểu mục tiêu về kiến thức trong kế hoạch 5512. Ngày hôm nay khi thiết kế mục tiêu, chúng ta không có thiết kế ba cái kiến thức, kỹ năng, thái độ, mà sẽ là năng lực, phẩm chất. Trong năng lực có chia ra năng lực đặc thù của bộ môn và năng lực chung tùy theo thầy cô dự kiến và phần phẩm chất. Thầy cô nhớ giúp em thêm một điều này nữa, phần năng lực đặc thù và phần phẩm chất, thầy cô xin vui lòng căn cứ vào sách khoa thầy cô nhé. Rồi, sau đó thầy cô sẽ có từng cái yếu tố sau đây. Đầu tiên là hoạt động hướng dẫn kiến thức hiểu. Ở đây hoạt động này 10 phút em thấy cũng là nhiều. Thật ra hoạt động này rất đơn giản, chắc chỉ 5 phút là hợp lý. Được ha thầy cô, thôi em để lại y chang để nơi khác còn nhận xét. Để rồi, bây giờ em xin nói về văn bản thánh chống. Thầy cô nhìn vô đây. Thứ nhất, hoạt động 1 đáp ứng mục tiêu số 1. Để mình ghi tắt, mục tiêu số 1 là gì? Mục tiêu số 1 chính là đây, thầy cô nha. Nhận biết một số yếu tố của truyền thuyết như cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kỳ ảo, biết được chủ đề văn bản. Tức là đáp ứng được mục tiêu số 1, em ghi vô đây. Thứ hai, để đáp ứng được mục tiêu này, nội dung của nó đơn giản nhất là chuẩn bị cái tâm thế của chúng nhận kiến thức thôi. Như vậy, thầy cô có thể sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở, đặt câu hỏi cho học sinh. Sách giáo khoa có hướng dẫn đặt câu hỏi rất đơn giản. Theo em, xin lỗi, em có biết một người anh hùng nào không? Và theo em, vì sao người đó được gọi là anh hùng? Ví dụ vậy, nó gọi là đàm thoại gợi mở, rất đơn giản, nhẹ nhàng như thế thôi. Rồi, sau đó, thầy cô thấy, với hoạt động hình thành kiến thức là hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất, quan trọng nhất. Mục tiêu của nó cũng là mục tiêu số 1 cần hoàn thành. Đây là 5 nội dung cần dạy. Để dạy 5 nội dung này, em sử dụng 3 cái phương pháp và kỹ thuật này. Được ha thầy cô? Phần này cô Chi sẽ hướng dẫn thầy cô, em không dám đụng vô. Để rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau mình làm thử một cái thầy cô ha. Rồi, thầy cô dựa vào phần em hướng dẫn, thầy cô xử lý về sau luôn, thầy cô nộp bài luôn thầy cô nha. Dạ rồi,
chúng ta sẽ không thực hiện phần khởi động vì nó rất là dễ. Ta hãy sang thực hiện phần hình thành kiến thức mới. Tìm hiểu về lời kể và cốt truyện. Mục tiêu của nó là gì? Thầy cô copy cái mục tiêu này qua. Đây. Ta copy mục tiêu này qua. Nhưng thầy cô nhìn thấy ở đây á, ở đây, ôi xin lỗi thầy cô, copy lộn, xin lỗi thầy cô. Rồi, thầy cô nhìn thấy cái mục tiêu của hoạt động này, thầy cô thấy ở đây chỉ là lời kể và cốt truyện thôi, nên thầy cô sẽ bỏ cái này đi. Được không ạ? Đây chính là mục tiêu của hoạt động 1. Thầy cô nhớ giúp em mục tiêu hoạt động 1. Dạ rồi. Bây giờ, nội dung dạy học mục tiêu này là gì? Thầy cô nhìn vô đây. Nội dung, ví dụ như ở đây, em sẽ muốn sử dụng phiếu học tập. Thì em làm phiếu học tập, hoặc em không muốn thì em sẽ đơn giản, nhẹ nhàng. Nội dung của hoạt động này đó là ví dụ đó là cái nội dung của hoạt động một chúng ta cần xử lý. Giáo viên trả lời câu hỏi, học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên về những nội dung có liên quan đến truyền thuyết. Ghi rõ luôn để cụ thể, đó là về lời kể và cốt truyện. Được không thầy cô? Theo thầy cô ở đây với hoạt động này, em đã sử dụng cái phương pháp gì thầy cô ha? Để thầy cô bật micro nó giúp em. Ở đây, khi em nêu cái nội dung hoạt động này là học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên, thì em đã sử dụng cái phương pháp gì thầy cô ha? Dạy học hợp tác, đàm thoại gợi mở thầy. Phương pháp vấn đáp rồi. Dạ, vấn đáp cũng được, mà đàm thoại gợi mở cũng được. Dạ đúng rồi. Thầy cô thấy có cụm từ là trả lời câu hỏi. Nghĩa là ở đây em lựa chọn cái phương pháp là đàm thoại gợi mở hay vấn đáp cũng được. Thoải mái của cái tên thôi mà không sao hết. Dạ đúng rồi đó, chính xác. Vậy theo ý thầy cô, sản phẩm của hoạt động này sẽ là gì thầy cô? Câu trả lời của học sinh không ạ? Chính xác, đúng rồi ạ. Đúng rồi, đó chính là câu trả lời của học sinh. Đúng rồi, chính xác, không sai. Dạ rồi, bây giờ em mới qua cái phần tổ chức thực hiện. Xin phép thầy quên làm biết em copy thầy cô nha. Dạ. Phần tổ chức thực hiện thầy cô sẽ có 4 cái bước sau đây. Dạ rồi, bước thứ nhất là dân nhiệm vụ học tập. Như vậy là thầy cô sẽ thấy nhiệm vụ học tập là gì ạ? Giáo viên yêu cầu học sinh chắc chắn phải là trả lời trực tiếp câu hỏi. Đúng không ạ? Dạ rồi. Đúng không ạ? Thầy cô sẽ phải ghi cái câu hỏi ở đây là câu hỏi gì? Đúng không ạ? Thầy cô nhìn thấy ở đây có cái lời kể và cốt truyện. Như vậy em sẽ có cái phần câu hỏi sau đây. Em ghi ra cái câu hỏi đàng hoàng ở đây. Nhân dân đã gọi giống là gì khi người anh hùng vươn vai ra trận?
chiến đấu và chiến thắng quân thù. Sau đó, em nói câu thứ hai. Các thầy cô, vì sao em không kết thành hai câu làm một, mà em sẽ làm hai câu riêng? Theo thầy cô, dụng ý của em là gì? Mẹ tách ra thành hai câu riêng của thầy cô. Tức là phân hóa đối tượng học sinh không ạ? À? Chính xác, đúng rồi ạ. À. Em có thể hoàn toàn viết thành hai câu như không. Tách ra hai câu. Câu số 1 dành cho cái đối tượng học sinh nó vừa vừa thôi. Nhưng câu số 2 thì phải là học sinh nó ở cái đẳng cấp cao hơn. Được rồi. Cũng như vậy, em sẽ đặt ra câu hỏi số 3. Và đây là câu hỏi số 4. Được không ạ? Đó. Như vậy thì đây là 4 câu hỏi mà em đặt ra cho học sinh. Thôi để em xin phép được cô cái này biết. Đó chính là phần gây học tập cho học sinh. Bây giờ phần thực hiện nhiệm vụ học tập. Được rồi. Thứ nhất, thực hiện đơn giản nhất là học sinh sẽ suy nghĩ và trả lời câu hỏi của giáo viên. Thầy cô thì sẽ quan sát và gợi ý cho học sinh để hoàn thành câu trả lời. Được không ạ? Đó là thực hiện nhiệm vụ. Rồi, bây giờ là cái phần là phần báo cáo và thảo luận. Được rồi. Thầy cô nhìn vô đây, thầy cô sẽ thấy chắc chắn để hoàn thành 4 câu hỏi này thì thầy cô phải gọi từ 4 cho đến 6 học sinh. Được không ạ? Nếu lớp thầy cô yếu yếu chút xíu, còn lớp thầy cô xịn thì thôi. Thầy cô có thể chỉ dùng có 2 câu hỏi này cho 2 đến 4 học sinh thôi. Đó là vậy. Được rồi. Sau đó, giáo viên sẽ nhận xét. Đúng không ạ? Giáo viên sẽ nhận xét. Rồi, cuối cùng là cái bước thầy cô sẽ kết luận. Đây là bước mà thầy cô mệt mỏi nhất. Rồi. Giáo viên sẽ gợi ý như sau. Thầy cô tìm bao giờ ý nha thầy cô. Thầy cô đừng bao giờ dùng tốt ý như sau, không được ý thầy cô nha, mà chỉ là gợi ý thôi. Tại vì ngày hôm nay người ta rất coi trọng phẩm riêng của học sinh. Cho nên thầy cô. Thầy ơi, âm thanh nó khó nghe quá, không rõ ạ. Dạ thầy cô nghe rõ không ạ? Alo. Dạ thầy cô có nghe rõ không ạ? Alo. Rõ thầy ơi. Dạ. Em xin nhắc lại nội dung mà em nói là ở phần kết luận và nhận định này, thầy cô không có được ghi cái phần là chúc ý. Thầy cô chỉ ghi cái phần là gợi ý cho thầy cô ha. Dạ rồi. Bây giờ thầy cô sẽ gợi ý như thế nào với học sinh. Rồi. Thầy cô thấy nè, đối với câu hỏi số 1. Đối với câu hỏi số 1, thầy cô thấy thứ nhất là đáp án của nó. Câu hỏi số 1, nhân dân đã gọi giống là gì khi người anh hùng vươn vai ra trận chiến đấu và chiến thắng? Thì
thì mình ghi là nhiều lần sử dụng từ tráng sĩ để gọi người anh hùng. Câu số 2 là ý nghĩa của điều đó. Đúng không ạ? Rồi. Câu số 3. Đây là bốn cái câu, bốn cái nội dung. Đó là thực sự xảy ra trong quá khứ. Phần số 4. Cái ý nghĩa của cái phần này nó sẽ có hai vấn đề sau đây. Dạ rồi, được không thầy cô? Đây chính là cái phần mà thầy cô gợi ý cho học sinh. Dạ rồi. Giờ đến phần thầy cô, chắc thầy cô mệt mỏi nhất. Theo thầy cô sẽ xây dựng đánh giá như thế nào? Theo thầy cô sẽ xây dựng và đánh giá như thế nào? Thầy cô ạ, à, theo thầy cô sẽ sử dụng cái bài đánh giá ra sao để đánh giá những cái câu hỏi này? Giờ em làm thử thầy cô xem nha, em làm thử thầy cô xem. Ở đây thầy cô sẽ phải thiết kế hai bài đánh giá sau đây để nó phù hợp. Thầy cô nhìn ở đây, nó chỉ có một cái thôi. Nó chỉ có một cái, thầy cô ha. Nếu là một cái như vậy, thầy cô không thể nào làm cái mức 3 được. Mà thầy cô chỉ có một cái mức thôi. Như vậy ở đây thầy cô sẽ có những cái yếu tố sau đây. Thầy cô sẽ có cái bản đánh giá cho câu 1, 2. Dạ rồi. Thứ nhất, mình nhìn vô đây.
Thầy cô nhìn vô đây thầy cô sẽ biết à, có nghĩa là nêu đúng từ và không đạt là không nêu đúng từ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ rồi. Tiếp tục bên đây thầy cô nhìn thấy cái câu số 3 và câu số 4 thầy cô ứng dụng được với thầy cô. Dạ rồi. Câu số 3 và câu số 4. Hết thầy cô em xuống đây để nói dễ. Dạ rồi. Bây giờ câu 3 mình nhìn thấy trên đây tổng cộng có 4 thông tin. 4 thông tin. Thầy cô hình dung ra mức cao nhất là liệt kê được 4 thông tin. Mức vừa vừa liệt kê được 3 thông tin. Mức đạt là liệt kê được 1 thông tin. Nhưng cái thông tin đó phải chứa một cái nội dung vô cùng quan trọng. Trong đây theo thầy cô, nội dung nào là nội dung rất quan trọng trong ba cái này? Học sinh phải có. Đầu tiên thầy ơi, đời Hùng Vương thứ 6 ở làng Cù Đổng. Chính xác, dạ đúng rồi cô. Như vậy mình sẽ nêu ra đây. Học sinh chỉ nêu được 2 trên 4. Lời kể, nhưng thầy cô phải nêu là gì? Phải có cái lời kể một. Đúng không ạ? Rồi, sau đây thầy cô cũng sẽ tiếp tục ở đây. Học sinh sẽ nêu đúng được 3 trên 4 lời kể, nhưng phải có lời kể đầu tiên. Và dĩ nhiên ở đây thì học sinh nêu đủ 4 lời. Dạ rồi. Câu 4. Dạ rồi. Theo thầy cô câu 4 này thầy cô sẽ xử lý thế nào? Đây có hai ý à. Như vậy thì mình sẽ hình dung ra có một cái bước nữa, có một bước nữa mà nó đạt, nó cũng đạt nhưng mà nó chưa có đúng, nó chưa có được cái mức một phần khá giỏi. Và mức chưa đạt có nghĩa là không nêu được gì cả, không nói là không nói. Như vậy thì cái bước mà cũng đạt có nghĩa là nêu được ý nghĩa nhưng không chính xác. Được không ạ? Có nghĩa là khi thầy cô gọi vẫn trả lời, nó nêu ý nghĩa nhưng ý nghĩa nó không đúng với cái nội dung mà hướng của thầy cô. Như vậy thì sau đó thầy cô sẽ thấy rằng học sinh, xin lỗi thầy cô em thiếu cái này, học sinh chỉ nêu được 1/2 cái ý nghĩa. Đúng không ạ? Theo thầy cô, ở đây, cái nội dung nào là quan trọng nhất trong hai nội dung này? Theo thầy cô. Đặc trưng tính cốt truyện của truyền thuyết. Đó dạ này. Đúng, như vậy thì không phải ghi như vậy đâu, mà phải là học sinh chỉ nêu được ý nghĩa. Đây. Như vậy mới đánh giá thầy cô ha. Đây, như vậy mới đánh giá. Rồi.
Và như vậy thì mình sẽ biết cái mục cuối cùng nó sẽ là dạ rồi, xong. Thầy cô đã đi qua được một cái bậc học nó mệt mỏi nhất, vất vả nhất. Rồi, bây giờ thì cũng là 4 giờ. Cô chắc mình nghỉ chút thầy cô ha, cho bỏ căng thẳng. Rồi mình bước một hoạt động cuối cùng mà cũng rất mệt mỏi đó thầy cô. Dạ thầy cô ha. Dạ rồi. Bây giờ thầy cô sẽ giải lao xíu đi. Có thầy cô giải lao đến 4 giờ 5 để lại thầy cô nha. Dạ thầy cô ơi, thầy cô nhớ vào cái link điểm danh. Hiện nay mới chỉ có 4 mấy thầy cô vào điểm danh thôi ạ. Dạ thưa thầy cô, chúng ta trở lại thầy cô nha. Dạ. Mấy giờ giảng viên đã làm mẫu cho thầy cô xem. Đúng ạ. Bây giờ đến thầy cô làm. Thầy cô sẽ thực hành theo nhóm này cô ha. Em đã có đưa lên cái phần chat cái phần nhóm sẵn do trường sư phạm phân theo cơ học, có nghĩa là từ xuống dưới chứ không có theo cái cụm trường, mong thầy cô thông cảm. Là cứ một cái nhóm như vậy, là lớp mình chia thành 5 nhóm như thế, thì 5 nhóm thầy cô theo dõi trong cái phần chat trên sách đó để thầy cô thực hành chung với nhau cái nội dung tiếp theo, và cũng là cái nội dung để chúng ta nộp lại cái sản phẩm thầy cô nhé. Dạ. Em xin phép chia sẻ cái nhiệm vụ tiếp theo của thầy cô. Dạ rồi, cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ thực hành theo nhóm đã được chia sẵn trên đó, có thời gian là nửa tiếng. Thầy cô sẽ chọn một cái bài học, xin thầy cô lên hành trang số, trang web hành trang số, để thầy cô lấy thông tin. Thầy cô chọn một cái bài học, sau đó thầy cô sẽ làm cái phần là xác định cái yêu cầu cần đạt của bạn. Giáo khoa đã nêu sẵn. Đó thì cô sẽ phân bổ các nội dung dạy học của một văn bản và thầy cô ghi vào trong bài giảng. Sau đó thầy cô lựa chọn sử dụng cái phương pháp và kỹ thuật nào để thầy cô đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt đó. Tiếp theo thầy cô sẽ xác định cái thời lượng phân bổ nội dung của bài học để sử dụng cái phương pháp hợp lý. Thầy cô sẽ thiết kế giúp em một cái hoạt động học trong cái bài dạy đáp ứng được tiêu chí giá của công văn. Yeah. Dạ thưa thầy cô nào còn để micro tắt giùm em. Dạ. Đó là cái nhiệm vụ của thầy cô, bây giờ em nói nôm na cái này cho thầy cô dễ hiểu. Dạ xin phép thầy cô em nói cái này cho nó đơn giản hơn. Cô chờ em chút xíu. Dạ rồi, trong tay thầy cô đã có cái khung kế hoạch bài dạy mẫu, đúng không ạ? Thầy cô sẽ điền vô dùm em cái mục 1, mục tiêu, năng lực đặc thù, năng lực chung là gì, phẩm chất là gì,
Cái này thì thầy cô dựa trên cái cơ sở của cái sách giáo khoa là chủ yếu nhất thầy cô ha. Sau đó thầy cô mới thiết kế cái khung này cho một văn bản cụ thể. Ví dụ thầy cô chọn cái văn bản này không rõ, thầy cô ghi hẳn vô đây cái văn bản đó. Sau đó thầy cô sẽ thiết kế hoạt động khởi động sẽ là gì, hình kích thước sẽ là gì, biên tập là gì, vận dụng là gì. Em chưa yêu cầu thầy cô làm cái khung cuối cùng thầy cô ha. Chỉ là mục tiêu của hoạt động, nội dung sẽ được dạy trong đó và cái phương pháp và kỹ thuật dạy học tương ứng. Sau đó xin thầy cô thiết kế giúp cho em một cái hoạt động và thầy cô thiết kế giùm em cái hoạt động hình thành kiến thức mới. Chứ mình không thiết kế hoạt động khởi động thầy cô nhé. Dạ. Dạ rồi. Thầy cô có cần gì cần hỏi nữa không? Thầy cô cứ hỏi ạ. Trước khi chúng ta tiến hành thực hành. Thầy ơi, chúng em xin cái khung này á, cho để làm cho nhanh, cái thứ nhất. Cái thứ hai em gửi rồi, dạ em gửi rồi. Dạ, ngoài những cái yêu cầu của thầy ra, những cái phần còn lại phía sau thì em không phải làm nữa đúng không ạ? Dạ đúng rồi, thứ nhất là điền mục tiêu. Thứ hai là làm cái khung này cho một văn bản đó thầy, khung hai một văn bản thôi. Dạ. Và thiết kế giúp em một hoạt động thôi. Và hoạt động này nằm ở phần hình thành kiến thức mới. Được ha thầy cô, chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi. Dạ. Để em gửi lại cái khung thầy cô nhé. Cái khó của em là hiện nay không có sách giáo khoa thầy. Dạ, sách giáo khoa ở hành trang số thầy ơi. Dạ. Sao thầy? Dạ đây em đưa cho thầy cô cái đường link sách giáo khoa để thầy cô vào. Dạ thưa thầy, hiện nay là em chưa có biết được là em đang ở nhóm nào nữa thầy ơi. Em vô phần chat không có thấy. Dạ, để em gửi lại thầy cô. Dạ, thưa thầy cô, sách giáo khoa trong cái đường link mà em vừa gửi thầy cô ha. Thầy cô vào đó, thầy cô chọn lớp 6, chọn bộ kết nối của thầy cô là thầy cô chọn. Thứ nhất là cái sách giáo khoa. Bây giờ em xin phép em gửi lại cái phần khung kế hoạch bài dạy mẫu. Thầy cô nha. Dạ, xin phép em gửi lại. Dạ rồi. Đây là cái khung kế hoạch bài dạy mẫu. Dạ rồi. Bây giờ em gửi lại. Dạ. Thầy gửi vô mail hay gì? Dạ đâu, vô phần chat đó thầy. Nãy giờ em toàn gửi phần chat không thôi. Dạ em gửi lại thầy cô cái chia nhóm của lớp mình luôn. Dạ rồi. Thầy cô đã có nhóm trong cái phần đại học sư phạm, đã chia nhóm sẵn cho thầy cô. Thầy cô sẽ thực hiện theo nhóm, có nghĩa là mỗi thầy cô không cần phải nộp một cái kế hoạch bài dạy, mà nguyên một nhóm đó chỉ nộp một kế hoạch của thầy cô ha. Được rồi, bây giờ em bắt đầu tính giờ để thầy cô làm cái việc mà em nói. Thầy cô nhớ, thầy cô chỉ làm phần mục tiêu, thầy cô thiết kế cho khung chương trình chung, thầy cô thiết kế một hoạt động học liên quan đến cái hoạt động hình thành kiến thức mới thầy cô ha. Chỉ như vậy thôi. Em tính giờ từ 4:15 nha thầy cô. Đợi tiếng sau gặp lại thầy cô. Dạ. Thầy ơi, làm sao liên hệ với nhóm này? Dạ, để em gửi cái group Zalo để thầy cô liên hệ với nhau. Cảm ơn thầy. Dạ dạ dạ. Dạ, đây là cái đường link group Zalo của nhóm mình. Có gì thầy cô lên đó thầy cô liên hệ với nhau thầy cô ha. Dạ. Dạ, cái hoạt động sau 4:45
là em xin phép em mời một nhóm để thầy cô trình bày cái kế hoạch của mình. Dạ. Yeah. Lúc bấy giờ thầy cô sẽ, em sẽ có cái quyền thầy cô share cái bài đó cho em. Có nhấn mở cử chi luôn rồi. Có cái kiếm nha của mẹ có ngoan nè. Kiếm đen á. Mắt kính đen á. Đưa vô giùm luôn đi. Nhóm tập phấn nè. Mời chúng ta đi. Đâu rồi. Nghe ngoan. Tôi hình. Vậy hả? Dạ, thì cô nào xong có thể gửi qua cái phần chat cho em. Dạ, để em có thể xem qua cũng được ạ. Dạ. Thầy ơi, dạ, cái hoạt động hình thành kiến thức đó nó có rất, trong cái bài văn bản nó có nhiều nội dung, tụi em chỉ làm một nội dung thôi được không? Ví dụ như là hướng dẫn học sinh. Dạ, đúng là một nội dung mà cô. Có một nội dung mà cô ơi, làm một nội dung thôi. Dạ. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Trời ơi, sao có nửa tiếng làm hết được cô? Dạ, một nội dung thôi. Dạ, dạ. Mình chỉ làm một hoạt động thôi cô ha, có nghĩa là trong cái hình thành kiến thức nó có nhiều cái hoạt động, mình chỉ làm một cái thôi. Dạ. Dạ, em đã cho cung cấp quyền để thầy cô share màn hình, tức là mọi thầy cô đều có thể share màn hình. Dạ. Yeah. Thầy cô xong thầy cô có thể trình bày cái phần làm việc của mình ạ. À. Thầy Khói ơi. Dạ em nghe. Dạ. Yeah. Cho em hỏi bây giờ em Phan Nhân Tập và Nguyễn Thị Hoa coi, chắc có lẽ coi nhầm lịch, coi trong nhóm nó không có nhóm. Dạ. Yeah. Mà hình như là rơi vào ngày 18-19 đó vậy. Tình hình của em gì thì chắc là chờ tới bữa đó luôn, nhưng bây giờ em vẫn nghe cho nó thành thục thêm được không thầy? Dạ thầy thoải mái không vấn đề gì, nhưng mà nếu mà thầy đã nghe rồi nghe lại thì nó hơi bị chán á thầy. Bây giờ thì để có gì em gửi cho thầy cái phân công của cái lớp ngày thứ tư thầy ha, để thầy xem cái đó rồi thầy thực hành chung với các thầy cô nhóm bên đó cho nó dễ hơn thầy nha. Dạ dạ. Vậy là em Phan Nhân Tập và Nguyễn Thị Hoa được vào trong nhóm mà học lần này không cũng được hả thầy? Dạ được. Thầy điểm danh chưa? Em sáng giờ em điểm danh hết, tại vì hai vợ chồng em là hai đứa coi nhầm lịch. Dạ không sao, dạ không sao, dạ được, không sao hết. Thế thì bây giờ thì thầy vẫn học bình thường như vậy, nhưng mà đến ngày thứ tư thì thầy chịu. Thôi để em gửi cho thầy cái danh sách lớp nha, danh sách nhóm bên ngày thứ tư để thầy xem thầy chọn lớp ở nhóm nào thầy nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ, chờ em xíu. Dạ, chờ em xíu. Vậy là em là Phan Nhân Tộc, vợ em là Nguyễn Thị Hoa. Dạ. Dạ, em mới gửi riêng cho thầy cái danh sách của lớp thứ tư. Lớp thứ tư là bên này. Dạ, em mới gửi riêng cho thầy danh sách lớp thứ sáu, lớp sáu. Dạ, lớp thứ tư á. Dạ. Thầy xem coi thầy với cô thuộc nhóm nào. Và để thầy cô liên hệ thầy cô học chung với các thầy cô đó. Dạ. 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 Để làm bài cho thầy chứ không có gì hết, cũng thầy không cần học lại đâu. Dạ. Yeah. Thầy báo với lại thầy cô giám sát là thầy đã học cái lớp này rồi. Và như vậy thì thầy chỉ cần thầy làm cái bài theo đúng cái nhóm của nhóm lớp thứ tư là được rồi thầy ơi. Dạ, yeah. Chứ không cần phải học lại đâu. Dạ yeah, dạ. Yeah.
Vậy là tới bữa, tới cái đúng cái nhóm của mình thì mình vào nhóm mình làm bài thôi phải không thầy? Dạ đúng rồi, dạ thầy liên hệ với là cái nhóm của thầy bên thứ tư á để làm bài là được, dạ chứ không cần phải học lại đâu thầy. Dạ. Tôi nghe lần sợ thấy mồ, nghe chi nữa thầy ơi. Dạ. Thầy ơi, thầy gửi cái nhóm đó ở bên bên nào vậy thầy? Dạ em gửi cho riêng thầy với cái phần chat của riêng thầy á thầy. Dạ. Thầy thấy chưa? Dạ dạ em đang mở cái thầy. Dạ dạ. Em gửi riêng cho thầy thôi. Dạ. Cái số của thầy là 540623080641 với thầy đúng không thầy? Mã số của thầy đó. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Dạ em gửi cho riêng thầy thôi đó. Của Nguyễn Thị Hoa nữa thầy ơi. Dạ đi em gửi cho cô. Dạ. Dạ cô là 080640 đúng không thầy? Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi. Thầy. Em gửi cho dạ dạ. Thì em gửi cho cô danh sách luôn nè, có gì cô xem coi cô thuộc nhóm nào cô nha. Dạ. Dạ thầy gửi trên chat tên phone này. Dạ đúng, dạ đúng, em gửi riêng cho cô với thầy á. Dạ. Dạ rồi thầy cô ơi, thầy cô nào có thể xung phong trình bày giùm em cái phần làm việc của mình nè. Em mời một thầy cô xung phong ạ. Dạ. Em đã share cái quyền được chia sẻ màn hình cho tất cả thầy cô rồi. Dạ em xin mời thầy cô ạ. Thầy cô cứ tự do ạ. Dạ em mời thầy cô. Dạ cô dạ 0447 là cô nào ạ? Dạ, dạ cô cứ share giùm em không sao đâu cô. Dạ cô share đi ạ. Dạ. Dạ thầy cô nào xung phong thầy cô share màn hình để lớp cùng nhận xét đánh giá luôn ạ, để mình rút kinh nghiệm mình sẽ làm hơn các bài thực hành của mình. Dạ. Dạ cô Bùi Thị Hà đang share màn hình. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ các thầy cô đã thấy màn hình của cô Hà share rồi đúng không ạ? Dạ em share màn hình rồi đó thưa thầy. Dạ. Dạ các thầy cô còn lại thấy hết không ạ? Thấy hết ạ. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ mời cô Hà trình bày ạ. Dạ em nghe. Dạ, dạ, dạ xin thưa thầy và quý thầy cô. À, cái phần này em cũng làm gấp gáp quá. Nói chung là cũng vừa làm xong rồi, có gì thầy cô và quý thầy cô ở đây góp ý và bổ sung thêm cho em. Giảm sao, giảm sao. Dạ, dạ. Dạ, cái này gấp quá cũng chưa có coi lại nữa. Cái này là em vừa làm xong em đại diện cho nhóm số 5 á. Dạ, 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 dạ. Thì được không sao cô, dạ. Dạ, thì sao nó mất đường, nó chạy con chuột rồi đó. Dạ, rồi. À, em chọn cái bài thứ nhất đó là Tôi và Các Bạn. Dạ. Trong cái chương trình bộ sách ngữ văn 6 ở học kỳ 1. À, về phần mục tiêu thì em chọn cái năng lực đặc thù thì cũng theo cái hướng dẫn của thầy thì em cũng viết lại những cái mục tiêu trong sách giáo khoa. Yeah. Cái phần 1, về phần 2 là năng lực chung thì em chọn là kể lại được trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân. Rồi yeah. Về phẩm chất thì em chọn là nhân ái, trang hòa, khiêm tốn, trân trọng tình bạn, rồi tôn trọng sự khác biệt. Thì đây chính là cái phần mục tiêu mà em đã làm. Em nghĩ là chắc nó chưa hoàn chỉnh đâu, nhưng mà thôi có gì thầy và quý thầy cô đây cũng sẽ góp ý cho em. Dạ, cô dừng cái chút xíu để em nói cái này chút xíu cô ơi. Dạ. Cái năng lực chung nó không phải vậy. Cái kể lại được trải nghiệm bản thân đối bản thân, đó là cái mục tiêu cho phần nghe nói của bài này. Cho nên cô phải bỏ cái này vô lên cái phần năng lực đặc thù. Vậy là do số 5 đó thầy. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Đây là năng lực đặc thù. Còn năng lực chung này tùy cô xác định. Dạ. Năng lực chung này tùy cô xác định. Cô căn cứ vào cái chương trình tổng thể
cô thấy cái năng lực nào nó phù hợp với cái bài này thì cô bỏ nó vào cô ha. Dạ. Dạ 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 em dạ, dạ. Rồi. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Dạ cô xin bài tiếp ạ. À. Dạ dạ. Dạ vậy sau đây em xin tiếp tục giới thiệu cô. Dạ. Dạ thì cái phần tiếp theo là trình bày cái phần tiếng trình chung này còn em chưa có làm kịp thì dạ được, dạ được, không sao. Cái này em chưa làm kịp. Thì ở đây em dạ, chọn dạ. Cái văn bản đó là cái văn bản bài học đường đời đầu tiên. Dạ. Dạ, cái hoạt động khởi động phần này thì mục tiêu số mấy em cũng chưa có để kịp tại vì hết giờ để làm hết kịp rồi. Dạ, số 1. Thì chắc chắn dạ. Là số 1, yên tâm, chắc dạ. Chắn là số 1. Dạ, dạ, dạ. Thì em chưa kịp. À, cái nội dung trọng tâm ở đây thì em là giới thiệu bài học và tạo tâm thế kích thích sự tìm tòi khám phá cho học sinh về tác giả và văn bản. Dạ. Về phương pháp và kỹ năng dạy học thì ở đây em dạy học nghiên cứu tình huống, dạy học hợp tác. Về phương án đánh giá thì giáo viên đánh giá quá trình thông qua các câu trả lời, bài làm trên bảng, quá trình tham gia các hoạt động của học sinh. Thì đó là hoạt động khởi động. Tiếp theo là cái hoạt động hình thành kiến thức. Thì ở đây về cái phần nội dung dạy học trọng tâm ấy thì giúp học sinh nắm được những nét cơ bản về tác giả Tô Hoài và văn bản với mèo Phi Lưu Tí. Em chỉ tắt phần này ạ. Dạ, không sao. Về phương pháp và kỹ năng dạy học thì em là dạy học dự án, dạy học theo nhóm, dạy nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. Kỹ trình vấn đáp, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật học tập, hợp tác, kỹ thuật tăng trải bàn. Nói chung lại là nhóm em của bạn đưa ra nhiều như vậy nhưng mà cũng chưa biết là mình có thực hiện hết được hay không. Dạ. Phương án đánh giá đó là tìm hiểu về tác giả, văn bản, tự họa của giáo viên đánh giá. Thì cái nội dung, cái mục nội dung trọng tâm thì ở đây là vận dụng hiểu biết về phần một của văn bản để làm bài tập, rồi viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về của giới hạn. Rồi về cái phương pháp thì em sử dụng là phương pháp dạy học mảnh ghép, rồi sử dụng cái bản đồ tư duy. Đánh giá thì là giáo viên đánh giá quá trình thông qua câu trả lời, làm bài viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về hình ảnh giới hạn. Hoạt động vận dụng thì ở đây nội dung thì cho học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống thực tiễn. Phương pháp thì dạy học nơi vấn đề và giải quyết vấn đề, kỹ thuật đặt câu hỏi, rồi động não. Về cách đánh giá thì giáo viên đánh giá trong vai giấy mèn và hãy kể lại đoạn một giấy mèn hiện lên như thế nào qua lời kể của người bạn của mình. Thì đó chính là cái phần thứ hai, đó là về cái phần tiến trình chung em chọn cái văn bản bài học đường đời đầu tiên. Thầy góp ý gì luôn không thầy? Bây giờ cô cho em xin xem cái phần đầu tiên lại. Cô thứ nhất là cái phần khởi động trước, phần khởi động là giới thiệu bài học, tạo tâm thế kích thích sự tìm tòi. Cái này là nội dung dạy học, như vậy là đúng chứ không có sai gì hết, chính xác rồi cô. Cô chọn cái dạy học tình huống và dạy học hợp tác, như vậy thì cô sẽ hình dung ra là cô sẽ phải có hoạt động nhóm cho học sinh để làm cái này, hoạt động nhóm cho học sinh để làm cái này, và cô phải nêu được cái tình huống học tập là cái gì thì em đang mong chờ cái đó về cái đó. Thứ hai là hình thành kiến thức, giúp học sinh nắm được những nét cơ bản về tác giả Tô Hoài và văn bản Giấy mèn Phiêu Lưu Ký. Nó có một cái điểm chưa ổn trong cái nội dung này là xin cô chiếu lại giúp em cái mục tiêu của bài học của mình, mục tiêu số 1. Cô thấy mục tiêu số 1 trong phần hình thành kiến thức, ở đó cô thấy rất rõ là người ta yêu cầu chúng ta sẽ phải làm tổng là 4 cái yếu tố chúng ta cần làm rõ. Một là cốt truyện, hai là nhân vật, ba là lời người kể chuyện, bốn là lời nhân vật. Như vậy thì em hình dung sơ sơ ra, em thấy là trong cái nội dung cần dạy ở cái hoạt động hình kiến thức là cô phải dạy ba nội dung. Đó là nội dung về cốt truyện, nội dung về nhân vật và nội dung về lời kể và lời thoại. Đó là bốn nội dung cần dạy. Thưa thầy cô, là thầy cô có thấy sách giáo khoa hiện hành nha thầy cô, cấp 2 hiện hành, tác giả không phải là một nội dung quan trọng, nên người ta đánh dấu sao ở cuối văn bản. Và hiện nay sách giáo khoa mới, tác giả cũng không phải một nội dung quan trọng học, mà người ta học là người ta học cái cách đọc văn bản theo thể loại, nên chúng ta không có dạy gì về tác giả hết. Nếu tác giả thầy cô muốn dạy, thầy cô sẽ sử dụng nó trong phần hoạt động tìm hiểu tri thức đọc hiểu, hoặc là hoạt động khởi động thầy cô ha. Chứ hình thành kiến thức mình sẽ không có nói về tác giả. Như vậy cô sửa giùm em là phần nội dung nó sẽ bám sát cái ý mục tiêu 1,
nó sẽ có tổng cộng là 4 cái cũng được. 4 cái là cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và nhân vật cô nha. Dạ, nó là như vậy. Dạ rồi, đó là nội dung. Em xin nói về cái phần phương pháp chút xíu. Thưa cô là cái phương pháp này sẽ không có xử lý được. Vì nó nhiều quá. Bởi vì nó quá nhiều. Em tạm hình dung ra là với cái hoạt động hình kiến thức này thì cô chỉ cần một hoạt động nhỏ là xong. Thứ nhất là hoạt động tìm hiểu cốt truyện. Ví dụ cô ha, tìm hiểu cốt truyện. Thứ hai là hoạt động tìm hiểu về nhân vật. Thứ ba là hoạt động tìm hiểu về lời kể. Thứ tư, dạ không, em đang nói về phần phương pháp. Em nói phần phương pháp, em nói phần nội dung. Thứ nhất là cô nghĩ cột nội dung nè, là cô phải xóa dùm em cái phần giúp học sinh nắm từng nét cơ bản về tác giả cô Hoài rồi. Dạ rồi. Thứ nhất, cô thấy là đầu tiên là hoạt động 1 sẽ có cái hoạt động tìm hiểu cốt truyện. Đúng không ạ? Thứ hai là nhân vật. Dạ, đó, đó là những nội dung cơ bản của cô. Xong rồi cô đừng sửa gì hết. Thì được rồi đó. Chắc là chỉ cần sửa bỏ dấu ngoặc hơn ở cuối thôi. Dạ, cốt truyện nè, nhân vật nè, lời người kể chuyện nè, và lời nhân vật. Dạ, đúng rồi cô. Dạ rồi, cô xóa giùm em cái phần đơn. Dạ rồi, như vậy thì với bốn nội dung này, em tạm hình dung ra là mình có bốn hoạt động. Như vậy thì nhiều khả năng nha cô, nhiều khả năng em sẽ ứng dụng bốn phương pháp hoặc là bốn kỹ thuật cho từng hoạt động đó. Đó là nhiều, nhưng mà ví dụ như em nói với cô, cô mình đừng làm rắc rối cho nhau, nó sẽ phiền phức quá. Thì ví dụ như em thấy cái câu hỏi, ví dụ như là trình độ học sinh của lớp chúng ta nó cũng đơn giản, nó nhẹ nhàng. Tôi cứ sử dụng cho em đầu tiên là chị học hợp tác. Chị học hợp tác. Như vậy thì cô sẽ có một cái hình dung ra ở đây là cô sẽ sử dụng một cái hoạt động cho học sinh thảo luận nhóm về cái điều gì đó. Cô hát về điều gì đó thì cần đặt mình tính sau. Dạ rồi. Sau đó thì chắc chắn trong quá trình dạy học, cô không thể không hỏi học sinh. Như vậy thì chắc cô phải sử dụng cái phương pháp là đàm thoại gợi mở. Dạ, yeah. Như vậy là cô hình dung ra cô sẽ sử dụng cái câu hỏi. Yeah. Đúng không ạ? Dạ rồi. Yeah. Sau đó thì em ví dụ nha cô, ví dụ như cô muốn sử dụng cái hoạt động để cho học sinh nó điền cái phiếu học tập thì cô sẽ có cái kỹ thuật nha cô. Không gọi là phương pháp nữa là kỹ thuật. Dạ, yeah. Là kỹ thuật phiếu học tập. Dạ, yeah. Kỹ thuật dùng phiếu học tập. Dạ yeah, rồi. Vậy là đủ rồi đó cô. Có nghĩa là mình hình dung ra là mình hình dung ra là mình sẽ, cô bỏ mấy cái phương pháp ở trên đi cô, cái chữ BB ở trên đầu tiên á. Dạ. Chị Hồng một tác. Dạ rồi. Cô bỏ cái chữ BB luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Như vậy thì mình sẽ hình dung ra là ở đây tôi muốn nói với thầy là tôi sẽ tiến hành dạy học theo mấy cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là tôi sẽ sử dụng câu hỏi. Câu hỏi này là câu hỏi cá nhân cũng được, cho nhóm cũng được. Thứ hai là tôi sẽ sử dụng để học hợp tác, có nghĩa là trong bốn cái nội dung này sẽ có ít nhất một nội dung tôi sẽ cho học sinh làm việc nhóm, và tôi sẽ sử dụng ít nhất trong một trong bốn nội dung này một cái hoạt động có sử dụng phiếu học tập để cô ha. Dạ rồi, cô xóa hết những cái phần đánh giá ở tại vì phần này mình chưa có làm. Phần này ngày mai cô chỉ hướng dẫn cho cô. Dạ rồi, cô xuống giùm em chút xíu. Dạ. Phần luyện tập. Phần luyện tập. Dạ rồi. Cô ơi, khi viết một cái bài trình bày cảm nhận thì đó được gọi là mức vận dụng rồi. Và thậm chí là vận dụng cao. Cho nên ở đây mình sẽ không có xử lý cái nội dung này trong phần luyện tập. Phần luyện tập của mình nó sẽ nghiêng về phần củng cố kiến thức trọng tâm. Dạ, yeah. Nội dung của mình dạy học thường phần luyện tập sẽ là củng cố kiến thức trọng tâm. Dạ. Yeah. Yeah, rồi, ở đây nếu như em thích thì em sẽ sử dụng sơ đồ tư duy. Nhưng bây giờ em mệt quá này kia, rất là rắc rối này, cái sơ đồ tư duy này kia thì nó sẽ mệt. Còn nếu mà cô có điều kiện nha,
mà lớp học của mình nó ít, lớp học mình ít hoặc là mình cần trình diễn cô trong cái tiết thao giảng này kia, mạnh dạng mình ghi, đó là mình sẽ sử dụng cái gọi là sơ đồ tư duy. Ví dụ vậy, mình gọi là bản đồ cho cô, mình gọi là sơ đồ tư duy. Rồi, tôi sử dụng sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy sau khi làm xong, tôi sẽ cho các em làm phòng tranh. Ví dụ vậy, ví dụ thế. Phòng tranh để trưng bày cái sản phẩm nó lên. Được mà. Và mình nhìn thấy cái hoạt động luyện tập này, chắc là cá nhân là không có nổi đâu. Mà nhóm, mỗi nhóm trình bày một cái sơ đồ tư duy. Như vậy thì bắt buộc chắc chắn mình sẽ có cái không phải là thảo luận nhóm, cô mình sẽ là dạy học hợp tác. Ở trên cùng đó cô, ở trên cùng mình sẽ là dạy học hợp tác. Dạ. Yeah. Mình sửa lại cô ở trên cùng đó. Dạ, dạy học hợp tác. Nhìn như vậy thì mình sẽ biết là chắc chắn là có thảo luận nhóm rồi, cô chứ không cần thảo luận nhóm đâu cô nghe không? Dạ. Dạ, dạy học hợp tác. Dạ rồi. Dạ rồi, ok cô, dạ rồi. Bây giờ đến cái phần vận dụng. Bây giờ đến phần vận dụng. Dạ. Cô xuống giùm em. Mình không cần phải ghi căng thẳng là học sinh biết vận dụng kiến thức đã áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. Không cần căng thẳng như vậy. Mà đơn giản chỉ là liên hệ cá nhân từ bài học văn bản đặt ra. Liên hệ với cá nhân. Liên hệ với cá nhân từ bài học văn bản đặt ra. Đó là mình đang nói về cái phần đơn giản, ví dụ như là tình bạn đích thực là như thế nào, hoặc mình sẽ giúp đỡ cái người yếu thế ra sao, ví dụ vậy đặt ra. Như vậy ở đây thì giờ học nêu vấn đề căng thẳng quá, động não này kia sợ quá, như vậy thì em chỉ cần một câu hỏi đơn giản với học sinh, vậy thì em sẽ sử dụng phương pháp là đàm thoại gợi mở là xong rồi cô. Một câu hỏi thôi, đàm thoại gợi mở là xong. Không cần gì hết nữa, đủ rồi. Đó là đàm thoại gợi mở là xong. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ cô trình bày giùm em một cái hoạt động mà cô đã thiết kế. Dạ. Dạ, tại vì lúc đầu em cũng không có nghĩ, cho nên em thực hiện cái hoạt động đó là tìm hiểu về tác giả. Mà bây giờ nghe thầy nói là tác giả thì nó không có gì quan trọng. Dạ. Rồi, mọi người cũng coi luôn. Dạ được, không sao, không sao, không sao. Cô cứ cho em xem. Dạ, đây là cái hoạt động tìm hiểu về tác giả. Trong cái phần tìm hiểu chung thì em mặc niệm nó vẫn là cái phần tìm hiểu chung của cũ á thầy. Dạ. Nên viết để cho mọi người có thể nhìn và hiểu biết. Về mục tiêu thì giúp học sinh nêu được những nét chính về nhà văn Tô Hoài và tác giả Chí Bèn Thư Lưu Ký, cũng như là cái đoạn trích bài học tiền đời đầu tiên. Dạ. Về nội dung thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh đọc văn bản và đặt câu hỏi. Và học sinh quan sát, học sinh đọc, quan sát sách giáo khoa và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của giáo viên. Về sản phẩm thì đó là câu trả lời của học sinh. Về tổ chức thực hiện thì ở đây là em có một số những cái hoạt động bước 1, bước 2, bước 3 và sử dụng cái dự kiến cái câu hỏi trả lời. Ví dụ như giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa và trả lời thì học sinh sẽ đọc. Rồi đặt câu hỏi là em hãy nêu những hiểu biết của em về nhà văn Tô Hoài, thì học sinh sẽ trả lời dựa trên cái phần sách giáo khoa mình có, thì chắc ăn này sẽ trả lời được những cái cơ bản về nhà văn Tô Hoài. Và bước thứ hai là thực hiện nhiệm vụ, thì giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu những cái thông tin về tác giả Tô Hoài, ví dụ như là ông ấy sống vào cái giai đoạn nào của văn học, rồi có những cái tác phẩm nào nổi bật chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì giáo viên có những câu hỏi nào để cho học sinh hỏi, thì sau đó thì học sinh sẽ yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi của học sinh trả lời. Rồi phần kết luận thì giáo viên sẽ nhận xét và chốt lại hình ảnh và một số những cái hình ảnh mà để giới thiệu về nhà văn Tô Hoài và tác phẩm Giới Hạn Tư Ký. Thì theo em thì em làm một cái đơn giản như thế này, thì cũng mong thầy hướng dẫn em có kinh nghiệm. Dạ không sao cô, dạ không sao. Bây giờ cô xem giùm em từ đầu tiên nha cô. Bây giờ em có một cái nhận xét chung. Các bước của các hoạt động này cô làm rất chính xác. Nhưng có một bước vô cùng quan trọng mà nó khiến cho hoạt động này nó có vấn đề. Đó chính là cái bước mục tiêu. Cô nhìn thử giùm em xem cái mục tiêu này nó có trong cái mục tiêu của bài dạy mình đưa ra không cô? Có không cô?
nó không có, đúng không? Như vậy thì cô thấy là không có được như vậy. Mỗi một cái hoạt động của chúng ta phải bám sát vào mục tiêu mà bài học đã đưa ra. Dạ. Như vậy thì thứ nhất là cô đã thiết kế một cái hoạt động đáp ứng đúng mục tiêu mà cô đề ra. Từng bước của hoạt động cô làm rất chính xác rồi, không có sai cái gì hết trơn. Chỉ vì một cái duy nhất thôi, đó là cái mục tiêu của cô không phải là mục tiêu của bài học thôi. Chứ còn các bước tiến hành cô làm rất đúng, không có sai gì hết đó cô. Cô hiểu không? Như vậy thì bây giờ mình hình dung ra là như vậy thì hoạt động 1 của mình chắc chắn tất cả phải bỏ rồi. Mà ví dụ hoạt động 1 của mình sẽ là tìm hiểu về cốt truyện. Ví dụ như vậy thì em gợi ý cho cô có thể sử dụng một cái yếu tố là cô liệt kê ra các tình tiết trong chuyện rất nổi bật. Cô xáo trộn thứ tự và yêu cầu học sinh sắp xếp lại đúng thứ tự theo đó. Hoạt động đầu tiên của mình là hoạt động tìm hiểu về cốt truyện. Mình đặt ra cái tình huống cho học sinh là mình liệt kê những tình tiết tiêu biểu trong văn bản. Nhưng mình không liệt kê thứ tự. Mình sẽ liệt kê đảo lộn và yêu cầu học sinh sẽ phải sắp xếp lại các thứ tự theo đúng cái trình tự cái chuyện của nó. Như vậy là thầy cô đã ứng dụng một cái phương pháp dạy học tình huống cho cái phần đó và giúp học sinh tìm hiểu về cốt truyện. Ví dụ em nói như vậy, cô ha, ví dụ em nói như thế. Dạ. Đó. Như vậy là đã xong. Như vậy học sinh có thể tìm hiểu xong sau khi tóm tắt em nắm về cốt truyện rồi đó. Có nghĩa là mục tiêu, dạ không, mục tiêu của đây cô phải ghi rất rõ ràng ở trên là nhận biết về cốt truyện. Đây, cô copy dùm đây cái mục tiêu số 1 ở trên đó. Ở trên mục tiêu ở trên đó cô. Dạ, nhận biết. Dạ, về cốt truyện. Đây, cô copy cái phần ý 1 ở trên dùm em. Đây, copy y chang cái này. Đi xuống cô ạ, nguyên câu đó luôn á cô, nguyên cái câu đó luôn, nguyên câu đó luôn, xin lỗi cô, nguyên câu đó luôn. Nguyên câu này đúng không? Dạ đúng rồi, copy nguyên cái nhận định này, dạ nguyên cái phần mục tiêu này. Dạ cô để mục tiêu, cô dán vô. Dạ, nhưng mục tiêu của cô nó có ôm hết tất cả cái mục tiêu này đâu, cho nên cô sẽ bỏ bớt nè. Ở đây của cô chỉ nói về cốt truyện thôi, cô bỏ hết ba cái còn lại giùm em. Nhân vật, lời người kể chuyện, lời vật không quan trọng nữa. Rồi, cô mới sửa lại. Mục tiêu của cô là nhận biết được yếu tố cốt truyện của truyện đồng thoại. Đó là mục tiêu của cô. Đó, mục tiêu này rất là sát với lại cái mục tiêu mà bài học đưa ra. Đúng rồi cô, chính xác. Dạ rồi, cô ha. Bắt đầu từ đó cô mới tiến hành nội dung là giáo viên đặt tình huống cho học sinh. Rồi, sản phẩm là câu trả lời của học sinh. Ví dụ vậy cô ha, cô có tiến hành từng bước như vậy là xong, nó không vấn đề gì hết cô nha. Dạ. Đó. Đó là như vậy cô ha. Dạ. Như vậy thì qua cái việc em điều chỉnh cho cô Hà thì thầy cô có ý kiến gì nữa không ạ? Thầy cô có vấn đề không? Dạ rồi, cô Hà lưu lại cái này cô Hà ơi. Dạ, mắc cái ăn là em sẽ lưu lại thầy ơi. Dạ, em sẽ lưu lại. Dạ, cô Hà lưu lại đi. Dạ, cô Hà lưu lại dạ. Em đi. Dạ, cô Hà cắt cái mà mình chia sẻ đi. Em nói vài câu với cô. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy ơi. Dạ, em nghe. Dạ, nhóm hai tụi em cũng làm cái bài số 1, cũng là cái văn bản bài học đường đời đầu tiên giống với nhóm vừa rồi á. Dạ. Nhưng nó chỉ khác ở cái phần hoạt động hình thành kiến thức một chút xíu thôi ạ. Với lại cái kỹ thuật học em lựa chọn thôi ạ. Dạ đúng, không có sao hết cô. Bây giờ em chỉ xin phép là sửa mẫu một cái như vậy để thầy cô trên cơ sở đó thầy cô điều chỉnh. Dạ bây giờ thì em xin nói với thầy cô về cái nhiệm vụ của thầy cô về để thầy cô nộp lại cho em. Xin phép thầy cô là em sẽ gõ cái email ở đây. Thầy cô sẽ nộp bài theo nhóm nha thầy cô. Tức là em sẽ nhận về một kế hoạch bài học thôi và chung cho một nhóm. Chứ em không có nhận ví dụ như là quá nhiều thì không có.
Ví dụ như cô Hà là đại diện cho nhóm 3, thì cô Hà sẽ ghi tên các thành viên của nhóm 3, ví dụ vậy, lên đó và cô Hà nộp về cho em có một thôi. Dạ. Thầy cô nộp về cho em theo cái mail sau đây. Thầy ơi, cho em hỏi thầy ơi. Dạ, cô bình tĩnh cho em xíu nha. Cô bình tĩnh cho em xíu. Dạ, dạ. Sao? Dạ. Nó thầy nguyên tập của chiều qua mà giờ chồng thì diễn trang mình muốn như mình. Dạ. Trên trên group chat, em vừa mới đưa cho thầy cô cái địa chỉ mail và số điện thoại của em. Đó cũng là số điện thoại Zalo. Thầy cô sau khi làm xong cái kế hoạch bài dạy này, thầy cô sẽ nộp lại cho em chấm. Nhưng cô nhớ giúp em có yêu cầu hơi khó hơn một chút là xin thầy cô thiết kế giúp em hai hoạt động. Được không thầy cô? Nãy giờ thầy cô làm là thầy cô làm một hoạt động. Bây giờ thầy cô về, thầy cô bổ sung dùm em chỉnh sửa hoạt động một và thêm dùm em một hoạt động nữa là hai hoạt động thầy cô nha. Dạ, đó là em nói về cái yêu cầu về sản phẩm nộp lại. Có điểm. Được không thầy cô? Đó, em nhắc lại với thầy cô là thầy cô sẽ nộp giúp cho em một kế hoạch bài học theo nhóm. Trong kế hoạch đó, thầy cô sẽ thiết kế dùm em cái chủ hoạt động học như em đã nói. Và thầy cô sẽ cho em xin hai cái hoạt động thầy cô thiết kế đầy đủ. Em chưa yêu cầu thầy cô làm đánh giá, nên thầy cô không cần đánh giá. Thầy cô chỉ cần nêu những gợi ý thôi thầy cô ha. Dạ rồi. Bây giờ thì đến cái phần trao đổi. Thầy cô có ý gì cô trao đổi với em nghe. Dạ. Dạ thầy cô có nói em nghe. Dạ. Vậy thầy cô có ý kiến gì không ạ? Rồi thì 18 ý kiến mình nói đó. Chị ơi không phải nói thường ở đây. Dạ thưa thầy cô có ý kiến gì không? Dạ nếu thầy cô không có ý kiến gì em nghe. Dạ dạ em nghe. À, nếu như vậy thì mai mốt mình dạy những cái văn bản mà có tác giả thì cái phần tác giả mình chỉ lướt qua hả thầy? Dạ đúng rồi, phần tác giả cô chỉ lướt qua và nếu cần thiết thì cô chỉ nhấn trong cái hoạt động tìm hiểu tri thức đọc hiểu thôi cô, chứ cô không có cần phải dạy kỹ cái phần đó, tại vì cô nhớ là mục tiêu của chúng ta là sau khi học bài đó học sinh sẽ biết cách đọc cái thể loại đó, chứ không phải là học sinh biết về tác giả cô ha. Dạ như vậy thì trong cái giáo án của mình là mình cũng không thể hiện luôn phải không thầy? Dạ không cần thể hiện cái nội dung đó, tác giả không cần thể hiện đâu cô, tại vì cái trọng tâm nhất là phải đáp ứng cái yêu cầu cần đạt, mà tác giả thì không có nằm trong yêu cầu cần đạt trừ một số nhà văn rất quan trọng, trong đó không có tôi mà. Cảm ơn thầy thê. Dạ. Dạ thầy cô có ý kiến trao đổi gì nữa không em nghe? Dạ em chờ thêm phút thầy cô ha. Dạ thầy cô có ý kiến gì trao đổi thầy cô cứ thẳng thắn trao đổi. Nhắm nè sao còn. Hello. Dạ em nghe. Cái phần thực hành đọc đó sao không có ai bàn tới cái chuyện đó hết trơn thầy? Dạ thưa thầy em mới nói rồi thầy. Cái phần thực hành đọc ở cuối của một cái cụm bài đó. Dạ em nói rồi thầy. Dạ em nói rồi. Đó là cái văn bản thầy hướng dẫn học sinh tự đọc. Nhưng mà cái đó tôi nghĩ nó rất quan trọng chứ thầy. Nó tạo ra cái kỹ năng cho học sinh đọc, cái đó theo tôi nghĩ là nó rất là quan trọng đó, mà sao thường trong cái chat chương trình tập huấn trước người ta vẫn cứ lướt qua không phải. Dạ không phải ạ, không phải văn bản nó quan trọng mà cái đó là thầy nói nó thế này, sau khi học sinh học được
cái cụm văn bản đó thì các em nó hình thành được cách học theo thể loại. Như vậy thì muốn hình thành văn bản đó, ý của tôi muốn nói là để tạo cho nó một cái khả năng thực hành, nó nắm được cái thể loại rồi nó thực hành để nó nhuần nhuyễn hơn. Dạ thì như vậy thì trước hết thầy phải dạy cho nó hai văn bản chính. Như em nói là cái quy trình rồi ạ. Cái quy trình đầu tiên là thầy phải hướng dẫn, thầy hướng dẫn cho nó. Sau đó thì thầy cùng với nó làm, cùng học sinh làm. Và cuối cùng cái văn bản thực hành đó là thầy kiểm tra cái nó đọc. Đó là như vậy đó thầy. Đó, tức là cái ý người ta là như thế. Dạ, cái ý như vậy có nghĩa là không phải không quan trọng, nhưng nó nằm ở cái bước thứ ba. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ làm mẫu cho học sinh xem, văn bản đầu tiên rất quan trọng. Bước thứ hai là chúng ta hướng dẫn học sinh cùng làm. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho nó tự làm và chúng ta sẽ kiểm tra nó. Đó là như vậy thưa thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Thưa thầy, cô có gì cần trao đổi nữa không ạ? Không để một vài vấn đề. Dạ thầy ơi. Dạ, cái tiếng nó hơi bị vang á cô. Cái tiếng nó hơi vang. Dạ. Dạ em muốn hỏi thêm là thầy có cần lưu ý gì thêm cho chúng em về vấn đề cái phần đọc, phần củng cố và mở rộng. Dạ, trong sách giáo khoa. Dạ. Các thầy cô có thấy trong cái kế hoạch bài dạy của em, cái phần luyện tập của em chính là em lấy từ phần củng cố không thầy cô? Trong kế hoạch bài dạy mà em đưa thầy cô, cái phần luyện tập của em là em lấy từ trong cái phần củng cố. Thầy cô thấy không ạ? Trong phần vận dụng của em, trong phần kế hoạch bài dạy, em cũng lấy từ phần củng cố cái câu hỏi liên quan đến hội thi hội vẽ phụ động. Thầy cô đừng quan niệm đó là một cái phần dạy cụ thể. Thầy cô hoàn toàn có thể kết nối nó vào trong việc dạy một văn bản nếu phần củng cố đó có liên quan đến văn bản đó, thầy cô ha. Chứ thầy cô không có cần quan niệm đó là một phần phải dạy, không phải như vậy. Đây là cái phần để giúp học sinh củng cố lại cách đọc. Thầy cô hoàn toàn có thể xé nhỏ nó ra nếu như những câu hỏi của nó phù hợp với cái văn bản thầy cô đang tiến hành. Và khi thầy cô làm cái đó, thầy cô chú ý cái tên của nó là phần củng cố mở rộng. Như vậy thì chắc chắn nó sẽ phải nằm ở hoạt động luyện tập hoặc vận dụng, chứ không thể nằm ở hoạt động hình thành kiến thức thầy cô nhé. Dạ. Thầy cô cũng đừng quan niệm rằng đó chính là một cái tiết ôn tập mà phải học, không phải như vậy. Thầy cô hoàn toàn có thể nó ra, gắn nó vào những cái hoạt động khi thầy cô dạy văn bản. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Tại vì cái vấn đề mà em đang hỏi thầy thì nó có liên quan đến việc xây dựng phân phối chương trình chung á. À dạ. Cho nên là em cũng dạ. Thế là cô là tổ trưởng là cô hay sao ạ? Dạ, cũng bình thường thôi thầy. Thầy đóng góp ý kiến với đồng nghiệp thôi ạ. Dạ. Tại vì á cái nội dung cái bài dạy như vậy. Cái phần nội dung cái bài dạy như vậy nhưng mà thực ra là mình hoàn toàn có thể chủ động được. Cho nên đừng có căng thẳng quá cô ạ. À. Dạ thưa cô Loan em đề nghị cô Loan không share màn hình. Dạ. Dạ rồi xin phép thầy cô em trình bày một vài cái vấn đề để thầy cô thúc đẩy chúng ta thôi. Chiều nay chúng ta làm việc vất vả hơn nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có hiệu quả hơn khi sáng một chút. Thứ nhất là cũng chưa thật thầy cô là xin lỗi thầy cô vì cái việc dạy này nó cũng có nhiều cái góc khác và nó cũng quá là nén lại cái nội dung. Cái nội dung thầy cô được chuyển tải một ngày hôm nay đúng ra khi dạy bài bản nó phải mất 2 ngày. Chính vì nén như vậy nên có một số nội dung đã bị lướt qua. Chính vì nén như vậy mà có một số nội dung cần đào sâu thêm, khai thác thêm thì chúng ta không có cơ hội để nói nhiều với nhau. Thì mong rằng là trong một ngày vừa qua thì đã trình bày với thầy cô được những nét rất cơ bản và cũng có một số cái định hướng
cơ bản nhất cho thầy cô trong quá trình thầy cô lựa chọn cái phương pháp và kỹ thuật dạy học trong cái quá trình sắp tới thầy cô ha. Rồi thế thì một cái vấn đề thầy cô cần quan tâm là ngày mai thầy cô sẽ học cái học phần module 3. Module 3 là chuyên về cái bài đánh giá, đó là một cái nội dung cũng rất quan trọng. Và sau đó thì cuối cùng thầy cô sẽ học module 4. Thì module 4 mới chính là cái module quan trọng nhất để kết nối lại tất cả mọi nội dung để hình thành lên một kế hoạch bài dạy hoàn chỉnh. Đúng không ạ? Rồi, trong cái phần chat em có để cái số điện thoại của em lẫn cái email của em. Mục đích là trong quá trình dạy học thầy cô có gì vướng mắc, xin thầy cô cứ thẳng thắn trao đổi, không vấn đề gì cả thầy cô nha. Dạ rồi. Em xin lỗi thầy cô nếu trong cái quá trình dạy học của ngày hôm nay có cái từ dùng nào nó chưa hợp lý lắm, có một số nội dung nó triển khai cũng chưa được như ý thầy cô mong muốn, thì mong thầy cô bỏ qua vì nhiều cái điều kiện khó khăn. Dạ rồi. Xin tạm biệt thầy cô ở đây. Nếu may mắn được gặp thầy cô trong module 4 thì sẽ hỗ trợ nhau và giúp nhau được nhiều hơn thầy cô nhé. Dạ rồi. Em xin cảm ơn thầy cô đã rất là nhập tâm trong cái ngày hôm nay để hoàn thành cái vinh hai này. Xin cảm ơn thầy cô. Cảm ơn thầy luôn. Thầy rất là nhiều ạ. Chúc thầy và gia đình nhiều sức